Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 100. Diệp Thần vừa hướng trước nhà trọ đi, một bên đang suy tư, lần này Càn Khôn sát vực chuyến đi, mặc dù vết thương chồng chất, nhưng là thực lực lên, nhưng đơn giản là có biến hóa long trời lỡ đất. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hắn biết, mình bây giờ thiếu sót nhất, là những phương diện khác. Còn nữa, phải nghĩ biện pháp mau sớm đạt được khối kia che giấu ở thần hỏa học viện luân hồi huyền bia. Giờ phút này, hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể trần bia đang chấn động. Ngay tại lúc này, phòng thanh dương thanh âm vang lên nói, thằng nhóc, thần hỏa học viện không đơn giản, người giữ ở mức độ vừa phải. Có thể bảo vệ luân hồi huyền bia, ở thời đại thượng cổ, thân phận đều không thấp. Trần bia là 10 khối bên trong yếu nhất, nhưng là thượng cổ huyền nguyệt tông không thể so với đứng đầu thế lực yếu. Mà viêm bia sức chiến đấu cực mạnh. Có mấy lời ngươi hẳn hiểu chưa? Diệp Thần ánh mắt trầm tĩnh lại, nói ta rõ ràng. Phong Thanh Dương nghĩ tới điều gì, lại nói, Huyền Nguyệt Tông Bạch Trấn Đường là 3 vị thái thượng trưởng lão bên trong thần niệm mạnh nhất, ta đoán luân hồi huyền bia có thể bị thần niệm đại năng nắm trong tay, ngươi ở lâu ý thần hỏa học viện thần niệm cường đại những người đó. Hơn nữa luân hồi huyền bia viêm bia ngươi muốn luyện hóa, phải nâng cao ngươi hiện đang nắm trong tay huyền diễm. Lấy lửa là đạo mới có thể bắt lại ưu việt viêm bia. Được. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới nhà trọ, không khỏi được hơi sững sờ. Nơi này nhà trọ lại thật là giống như vô cùng xa hoa dáng vóc to biệt thự vậy. Ngay tại Diệp Thần hơi ngẩn ra đồng thời, cách đó không xa, truyền đến một cái tiếng cười, các người xem, thằng ngốc kia tiểu tử, nhìn nhà trọ đang ngẩn người, ha ha ha, phỏng đoán, là không gặp qua lớn như vậy chỗ tu luyện chứ. Bên cạnh một người nam tử phụ họa nói, xem bộ dáng kia của hắn, phỏng đoán đến từ cái gì rác dưới tông môn, bị rung động, cũng là phải. Lại có một người nói, học viện, thật là càng ngày càng xa sút, người nào, cũng có thể chiêu đi vào, tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, ha ha. Diệp Thần nhàn nhạt xoay người, nhìn về phía mấy người, không khỏi được hơi kinh hãi. Đối phương, tổng cộng có 3 tên nam tử và một cô gái, nói chuyện mấy người. Diệp Thần một chút ấn tượng cũng không có, không phải ngày đó ở thần hỏa trên thang người dự thi. Hơn nữa, những người này, trừ người phụ nữ kia ra, toàn bộ đều tản ra tinh khiếu hậu kỳ cũng hoặc là đỉnh cấp hơi thở. Mấu chốt thực lực tuyệt đối ở cảnh giới bên trên. Phải biết, và Diệp Thần cùng chung tham gia thăng long thi đấu người dự thi, cũng không có như vậy khủng bố à. Những người này, nhìn như, cũng không quá 20 hơn tuổi, không vượt qua 30 dáng vẻ. Nhưng có kinh khủng như vậy tu vi, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Thậm chí, liền một ít linh võ đại lục tông môn trưởng môn, cũng không có bọn họ như vậy tu vi, hơn nữa rất rõ ràng, cái này mấy người thực lực, còn muốn vượt qua giống vậy cường giả không thiếu. Thần hỏa học viện, quả nhiên không giống vật thường. Nhưng là, để cho Diệp Thần kinh ngạc, cũng không phải cái này mấy tên nam tử, mà là tên kia, một mực cúi đầu. Đi theo cái này mấy tên phía sau nam tử cô gái. Người phụ nữ này, hắn biết. Diệp Thần không khỏi rất đúng cô gái kia, kêu một câu tạ bình bình. Thiếu nữ nghe vậy bả vai rung một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần, mắt đẹp bên trong, toát ra vẻ vui mừng nói, Diệp Thần. Là ngươi. Cô gái này, bất ngờ là ngày đó cùng Diệp Thần cùng nhau gia nhập chính nguyên đội ngũ, thăm dò ma linh tử di tích tạ bình bình. Mặc dù nàng thực lực, có thể nói đặc biệt bình thường, nhưng là, thật giống như ở trong bí cảnh, có chút kỳ ngộ, để cho nàng đặc biệt miễn cưỡng bước lên trước 41 trong 9 người, bị thần hỏa học viện trúng tuyển. Mà vậy 3 tên chàng thanh niên, khi nhìn đến tạ bình bình thần sắc lúc đó, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không khỏi được âm lãnh một phần. Cầm đầu một người nam tử, chính là ban đầu người nói chuyện, người này thân cao 1 thước 8 cỡ đó, dáng người khỏe đẹp. Da thịt trắng noãn, mày kiếm mắt sáng sủa, tướng mạo khá là anh tuấn, cả người bạch bào, khâu chiếc hoa lệ tơ vàng, thêu thành một bộ phi long bay lên không hình vẽ, giữa eo phân phối một thanh trường kiếm, cả người, có thể nói là khí độ phi phàm. Hắn hơi thở, cũng là những người này bên trong, mạnh nhất. Mà ở hắn tả hữu 2 người, một người cả người màu đỏ trường sam, tóc ngắn, mũi cao miệng rộng, một người ăn mặc kiện hình dáng quái dị màu xanh đậm đạo bào. Thân hình gầy gò. Tên kia anh tuấn nam tử, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một nụ cười cởi mở nói,
vị này sư đệ, ta kêu Triệu Lương, vị này áo đỏ là Phùng Cương, vị này màu xanh da trời đạo bào, là Tống Bạch, mới vừa rồi, chúng ta bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi chớ để ý. Đúng rồi, ngươi vậy biết Bình Bình, đây có thể đúng dịp, Bình Bình, ngươi không cho ta giới thiệu một chút. Vừa nói, hắn lại không cố kỵ chút nào một tay nắm ở liền Tạ Bình Bình eo thon chi, đem nàng ôm đến trong ngực. Tạ Bình Bình ở Triệu Lương tay đụng phải mình thời điểm, thân thể run lên, mặt đẹp ngay tức thì trắng bệch liền một phần, nàng tựa hồ muốn vùng vẫy, nhưng là, cuối cùng nhưng vẫn bỏ qua, nàng ánh mắt ảm đạm, cúi đầu nói. Triệu sư huynh, vị này, là Diệp Thần. Chúng ta ở Thăng Long thi đấu lúc đó, đã từng tạm thời họp thành đội thăm dò qua di tích. Triệu Lương nhìn Tạ Bình Bình thuận theo biểu hiện, lộ ra vẻ hài lòng, mặc dù hắn nhìn Diệp Thần, trên mặt vẫn là đang cười, nhưng mà, trong mắt, lại tựa hồ như đang cười nhạo, lấy le. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi nhướng mày một cái. Cái này Triệu Lương, thật đúng là làm người ta ghét. Bất quá hắn đối với Tạ Bình Bình không có bất kỳ ý tứ gì, đối phương lựa chọn hạng người gì, và hắn không liên quan. Triệu Lương tay, ở Tạ Bình Bình eo thon lên sờ soạng một cái, vừa hướng Tạ Bình Bình nói, à. Các ngươi cùng nhau thăm dò qua di tích, Bình Bình, ngươi và vị này Diệp sư đệ, quen lắm sao? Tạ Bình Bình nghe vậy, bả vai lại là nhẹ run lên một cái, nàng mắt to bên trong, lóe lên vẻ rằng co, nhưng là cuối cùng, vẫn là lần nữa ảm đạm xuống, sâu kín nói, không có, chúng ta đều không nói qua thế nào nói. Triệu Lương nghe vậy, lại cứ như vậy ở Diệp Thần trước mặt, phá lên cười, mang châm chọc ý nói. Nguyên lai là như vậy à, ha ha ha, xin lỗi à, Diệp sư đệ, chúng ta vốn đang lấy là ngươi và Bình Bình rất quen chứ, dẫu sao, vừa thấy được Bình Bình, nàng vẫn không nói gì, ngươi liền chủ động và nàng chào hỏi tới. Nguyên lai, các ngươi không quen à, là ta hiểu lầm, nếu như các ngươi rất quen nói, ta còn muốn, mời người cùng chúng ta cùng nhau tại học viện bên trong đi dạo một chút đâu, nếu không quen nói, vậy chỉ có thể thôi. Dứt lời, hắn đối với bên người Tống Bạch và Phùng Cương nói, chúng ta đi thôi, miễn được quấy rầy Diệp sư để tiếp tục thưởng thức nhà trọ, như thế ưu chất động thiên phúc địa, có thể thật tốt tốt thưởng thức à, chỗ khác, cũng không thường gặp. Nghe được Triệu Lương như thế nói, Tống Bạch và Phùng Cương, phát ra một hồi cười ầm lên, nghênh ngang mà đi. Tạ Bình Bình áy náy nhìn Diệp Thần một mắt, nhưng là, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nàng sợ, bị Triệu Lương phát hiện. Thật ra thì, ở trong bí cảnh, kiến thức Diệp Thần nghịch thiên thực lực sau đó, nàng đối với Diệp Thần, không phải là không có hảo cảm, nhưng là, có hảo cảm thì thế nào? Diệp Thần mạnh hơn nữa, có thể là những thứ này học trưởng đối thủ sao? Nàng mặc dù, vậy rất muốn Diệp Thần có thể trợ giúp mình, nhưng là, nàng biết có một số việc, là không sửa đổi được. Mình, nếu như lúc ấy đối với Diệp Thần lấy lòng, cũng chỉ là làm liên lụy Diệp Thần, bị những người này nhằm vào mà thôi. Cần gì chứ? Thà như vậy, còn không bằng ở nơi này và Diệp Thần phủi sạch quan hệ, nàng chẳng ngờ bởi vì mình, cho Diệp Thần mang đến phiền toái. Hơn nữa, nàng và Diệp Thần, quả thật cũng không có hơn quen thuộc, Diệp Thần sẽ nguyện ý vì mình, đắc tội mấy tên cường giả sao? Tạ Bình Bình lộ ra một nụ cười khổ, cái này Triệu Lương, ở mình nhập học không bao lâu, liền tìm tới mình, liên tục đối với mình lấy lòng, đồng thời làm áp lực. Vốn là, Tạ Bình Bình là mình có thể bị Thần Hỏa học viện nhận, cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng mong đợi, nhưng mà, bởi vì Triệu Lương, nàng vốn là trong mơ mộng học viện sinh hoạt, đã sớm không tồn tại nữa. Mỗi ngày, Triệu Lương cũng sẽ tìm được nàng, nửa là yêu cầu, nửa là uy hiếp yêu cầu mình phụng bồi hắn, Tạ Bình Bình mặc dù không nguyện ý, vậy uyển chuyển cự tuyệt qua mấy lần, nhưng mà, Triệu Lương nhưng tựa như nghe không hiểu vậy, như cũ dây dưa nàng, xem nàng như vậy, thực lực không mạnh, lại không có gì bối cảnh cô gái, làm sao dám và một người tinh khiếu đỉnh cấp học trưởng, xé rách ra mặt. Hơn nữa, Triệu Lương hành vi, mặc dù vô lại, nhưng là, cũng không coi là xúc phạm học viện pháp kỷ, Tạ Bình Bình coi như tìm được đạo sư, vậy tối đa cảnh cáo một chút Triệu Lương mà thôi, nói như vậy, nàng cuộc sống tương lai, chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Mà Triệu Lương đối với mình hành vi, vậy bắt đầu càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng quá giới hạn, Tạ Bình Bình không biết, mình, hoàn có thể kiên trì bao lâu.
Diệp Thần nhìn Triệu Lương các người rời đi hình bóng, trong con ngươi hàn mang chớp động một chút, nhưng là, hắn lại không có làm gì, mà là tiến vào mình nhà trọ. Dẫu sao, đây là Tạ Bình Bình chuyện, Tạ Bình Bình đều nói và hắn không quen, cho dù hắn nhìn ra, Tạ Bình Bình dáng vẻ thật giống như không đúng lắm, cũng không tốt nhúng tay nữa, xen vào việc của người khác. Bất quá, Tạ Bình Bình cuối cùng, đối với mình quăng tới vậy đạo ánh mắt áy náy, hay là để cho hắn đáy lòng, có chút kích động, Diệp Thần than nhẹ một tiếng, lại xem xét đi, nếu là thật có gì không đúng mà nói, sẽ ra tay, cũng không muộn. Mấy cái tinh khiếu đỉnh cấp tồn tại, hắn bây giờ, còn không có coi ra gì, cho dù, những người này là trên đời khó gặp thiên tài, là vượt xa cùng cấp cường giả. Vẫn, không vào được Diệp Thần mắt. Hắn, ngay cả có như vậy tự tin. Hiện tại Diệp Thần thực lực chân thật, không mượn luân hồi mộ địa đại năng, hẳn có thể đối kháng tinh khiếu đỉnh cấp cường giả. Diệp Thần tiến vào nhà trọ, thần hỏa học viện nhà trọ, đều là một người gian, bên ngoài mặc dù nhìn như xa hoa, bên trong, nhưng khá là giản dị. Diệp Thần ngồi ở trên giường, suy nghĩ mình kế hoạch kế tiếp. Đầu tiên, hắn quyết định đem mình tu vi, tăng lên tới tinh khiếu cảnh giới, mặc dù, hắn bây giờ thực lực, đã sớm áp đảo tinh khiếu bên trên, nhưng là, bản thân tu vi, hoàn toàn tăng lên tới tinh khiếu, có lẽ sẽ để cho hắn đối với đạo lĩnh ngộ, hơn nữa sâu sắc, có giúp cho hắn vượt cấp chiến đấu. Sau đó, là phần huyết quyết, đốt máu. Phần huyết quyết lên cấp, hắn huyền diễm, cũng nên thăng cấp, chắc hẳn, lấy thần hỏa học viện vượt qua thế lực cao cấp tài nguyên, hắn cao cấp ngọn lửa, khẳng định không thiếu chứ. Sau đó, chính là thần niệm, hắn thần niệm, thật ra thì bởi vì tu luyện thần ma luân hồi quyết, đã coi như là rất mạnh, nhưng là, nếu như chỉ riêng dựa vào thần ma luân hồi quyết, muốn tăng lên tới có thể tự nhiên thi triển thời không chi binh bùng nổ ngàn binh bạo tác dụng phụ trình độ, sợ rằng, phải hao phí không ít thời gian chứ. Này chỉ có thể, khác tìm đường ra. Hơn nữa, hắn ở chỗ này cuộc sống không quen, muốn xác định luân hồi huyền bia viêm bia tung tích, còn phải dựa vào bên trong học viện người. Trần Cửu coi là một vị, nhưng Trần Cửu ở trong học viện địa vị không tính là quá cao, đối phương vậy không nhất định biết bí mật này. Hắn đột nhiên nghĩ đến Phong Thanh Dương cung cấp ý nghĩ. Thần niệm người cường đại có thể nắm trong tay luân hồi huyền bia. Hắn nhìn xem thần hỏa học viện chương trình học đồng hồ, ánh mắt tập trung đến một người kêu Lý Cẩm Lương đạo sư dạy trong chương trình học. Cái này Lý Cẩm Lương, bản thân là một người phong môn hậu kỳ tồn tại, hắn nơi chuyên thiện lãnh vực, chính là thần hồn, thần niệm. Căn cứ giới thiệu, nghe nói, cái này Lý Cẩm Lương bày thần hồn phòng vệ, thậm chí có thể ngăn cản nửa bước thái hư cường giả thần hồn công kích. Mà hắn bản thân thần niệm cường độ, cũng đã đến gần thái hư tồn tại. Cái này Lý Cẩm Lương, ở trên thần hồn nhất đạo, tựa hồ, thật sự có hắn chỗ hơn người. Nếu quả thật phải nói bảo vệ luân hồi huyền bia, người này ngược lại có chút có thể. Nghĩ xong phương hướng sau đó, Diệp Thần đứng dậy, hướng ngoài túc xá đi tới, hiện tại, hắn phải đi thần hỏa học viện tàng bảo các nhận một ít thích hợp dị hỏa tiến hành hấp thu. Nâng cao huyền diễm mới có tư cách đạt được viêm bia. Bất quá, ở trước đó, Diệp Thần dự định trước đi một chuyến thần hỏa học viện phòng ăn. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới thần hỏa học viện phòng ăn, đi tới cách phòng ăn ngoài ngàn thước vị trí, Diệp Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cách được xa như vậy, Diệp Thần cũng đã ngửi thấy một cổ vô cùng là mùi thơm đậm đà. Hắn quanh thân kim quang chớp mắt, lại là không nhịn được thi triển thân pháp, hướng vậy phòng ăn đi. Nghìn mét khoảng cách, thoáng qua tới. Cái này phòng ăn, và thần hỏa học viện những kiến trúc khác như nhau, dùng một chữ để hình dung, chính là, lớn. Đi vào cái này dáng vóc to phòng ăn, Diệp Thần không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, khá tốt, bọn họ cũng là võ giả, nếu như người bình thường ở nơi này thần hỏa học viện bên trong, muốn ăn một bữa cơm, phỏng đoán đều phải cầm mình mệt mỏi chết. Đây là, Diệp Thần sau lưng. Vang lên một cái quen thuộc giọng nữ nói, Diệp Thần. Diệp Thần xoay người, chỉ gặp Tạ Bình Bình đứng ở phía sau mình, nhìn mình lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra, hắn và cái này Tạ Bình Bình, thật đúng là có duyên phận à, ở đâu đều có thể gặp được. Hắn cẩn thận nhìn một cái cô gái trước mặt, Tạ Bình Bình mặc dù không có Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di,
Tử Ngưng như vậy nghịch thiên xinh đẹp, nhưng là, cũng là một cái tốt người đẹp, có thể cho 9 điểm, hơn nữa, Tạ Bình Bình có một song tu dài thẳng bắp đùi, khá cái cám dỗ. Bất quá, lúc này Tạ Bình Bình chân mày, tựa hồ khóa lau một cái mây đen. Tạ Bình Bình bị Diệp Thần xem được mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói thế nào sao? Diệp Thần cười nói, không có sao, người vậy tới dùng cơm sao? Tạ Bình Bình gật gật đầu nói, đúng nha, gần đây lòng của ta rất kém cỏi, chỉ có lúc ăn cơm, có thể để cho ta mở để tâm một chút, nơi này món ăn, ở Linh Võ Đại Lục cũng không ăn được. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không nói nhảm. Hắn một bên chọn muốn ăn thức ăn, một bên tùy ý đối với Tạ Bình Bình hỏi, tâm tình không tốt. Có thể gia nhập Thần Hỏa Học Viện, đối với rất nhiều võ giả mà nói, cũng đều là chuyện mơ tưởng cầu mong tình chứ. Ngươi làm sao sẽ tâm tình không tốt? Tạ Bình Bình nghe vậy, trong đôi mắt to thoáng qua một tia khói mù, nàng sau chốc lát do dự, vẫn là mạnh trống lên vẻ tươi cười nói, cũng không có cái gì, chính là, mới vừa đến tên thiên tài này tụ tập địa phương, có chút áp lực mà thôi, không nói cái này, ngươi tới trễ như vậy, ta đề cử cho ngươi một ít ăn ngon thức ăn đi, bao ngươi hài lòng. Vừa nói, Tạ Bình Bình kéo Diệp Thần ống tay áo, ở trong phòng ăn vòng tới vòng lui. Phòng ăn bên trong ăn uống, tổng cộng chia là 3 cái khu vực, phân là thiên khu, địa khu, và người khu. Tạ Bình Bình giới thiệu, người khu ăn uống, tất cả gia nhập Thần Hỏa Học Viện học sinh, cũng có thể miễn phí chọn, mặc dù là miễn phí, nhưng là, không nên coi thường nó nha, người khu thực phẩm, cũng là siêu cấp mỹ vị. Người khu một bữa ăn, tuyệt đối không thể so với Linh Võ Đại Lục cao cấp tửu lầu đắt tiền nhất món ăn muốn tới được kém. Vừa nói, Tạ Bình Bình chỉ một cái nhưng hai thứ khác khu vực nói, bất quá thiên khu và địa khu, liền không phải như vậy, địa khu thực phẩm, giá cả đắt tiền, bất quá một ít xuất thân tương đối phong phú, ví dụ như nhất lưu và thế lực cao cấp đệ tử, vẫn là ăn dậy. Nàng nhìn về phía địa khu ăn uống mắt đẹp bên trong, rõ ràng toát ra vẻ khát vọng, thậm chí, còn có một tia trong suốt nước miếng chảy ra mềm non môi hồng. Diệp Thần vậy nhìn sang, địa khu chỗ ngồi, người không nhiều. Nhưng là, vẫn có một ít học sinh, lựa chọn ở địa khu dùng cơm. Tạ Bình Bình vội vàng lau nước miếng, có chút lúng túng đối với Diệp Thần cười nói. Xin lỗi à, ta chỉ là nhị lưu thế lực đệ tử, mặc dù một mực rất muốn ăn, nhưng là, nhưng tàn nhẫn không được lòng đi mua, bất quá, nghe nói khu thức ăn ngon, còn muốn so người khu thức ăn ngon 10 lần nha. Đó là chân chánh nhân gian chân tu. Chờ ta tại học viện ban bố nhiệm vụ hoặc là hoạt động bên trong kiếm tiền, nhất định phải đi nơi đó ăn một bữa thỏa thích. Còn như thiên khu, Tạ Bình Bình nhìn về phía cách các nàng xa nhất một phiến khu vực, trong mắt lộ ra thần sắc si mê. Đây chính là trong truyền thuyết khu vực, mỗi một đạo món ăn, cũng là thiên tài chân chính, đừng nói nhất lưu thế lực, liền thế lực cao cấp đệ tử, cũng chưa chắc ăn nổi, có thể ở nơi đó dùng cơm học sinh, đúng một học viện bên trong. Cũng không có mấy người, đi thiên khu ăn một bữa cơm, nhưng mà ta mơ ước. Diệp Thần hướng trời khu nhìn, nơi đó chỗ ngồi, trống trơn như vậy, một người cũng không có, cái này làm cho Diệp Thần, không khỏi sinh ra một ít hứng thú. Hắn ở Thăng Long thi đấu bên trong, chém giết không ít thiên tài, lại đang càn khôn sát vực thu hoạch rất nhiều, có thể nói xuất thân vô cùng là phong phú. Cho nên, Diệp Thần hiện tại vậy coi là xuất thân không tệ. Ở nơi này thiên khu ăn một bữa cơm, hẳn, vẫn là ăn nổi. Nếu muốn ăn, hắn không ngại ăn cho ngon một chút, hắn nhìn đang là hắn chọn thức ăn Tạ Bình Bình, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Hơn nữa, hắn vậy có chút hiếu kỳ, nếu như mang Tạ Bình Bình đi thiên khu ăn cơm, nàng sẽ có phản ứng gì? Dẫu sao Tạ Bình Bình vậy coi là bạn của hắn. Mà lúc này, phòng ăn ra, vào 3 tên nam tử. Một cái cả người áo đỏ nam tử, ánh mắt tùy ý quét qua phòng ăn, đột nhiên, hắn thấy được Diệp Thần và Tạ Bình Bình bóng người, không khỏi con người co giúp một cái. Người này, chính là Phùng Cương. Phùng Cương kéo lại bên người đang cùng Tống Bạch cười nói Triệu Lương nói, Lương ca, ngươi xem, bên kia cái đó, có phải hay không ngươi coi trọng cái cô gái đó và chúng ta buổi sáng đùa bỡn qua vậy con kiến hôi. Triệu Lương hướng Phùng Cương phương hướng chỉ nhìn. Không khỏi mở chừng hai mắt, sắc mặt vẻ giận dữ. Mình coi trọng người phụ nữ kia, hiện tại, lại và cái đó buổi sáng mới đã gặp, tạo hóa cảnh phế vật đi chung với nhau,
Hoàn vừa nói vừa cười dáng vẻ. Cái này há chẳng phải là cho hắn Triệu Lương trên mặt bôi đen. Nếu là bị người khác biết, hắn Triệu Lương coi trọng người phụ nữ, lại cùng một cái tạo hóa cảnh phế vật chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, người khác sẽ làm sao xem hắn Triệu Lương. Đây đối với Triệu Lương mà nói, thật là một loại vũ nhục cực lớn. Tống Bạch cau mày nói, cái này Tạ Bình Bình, không phải là cùng Lương ca nói thân thể nàng không thoải mái, chẳng ngờ cùng Lương ca đi trong học viện tiên suối dạo chơi sao? Làm sao hiện tại ngược lại chạy tới nơi này, và cái phế vật này cùng nhau thật vui vẻ ăn cơm? Các người xem, nàng bây giờ nơi nào có thân thể không thoải mái dáng vẻ? Lương ca, không phải ta nói, người phụ nữ này, người có thể thật tốt tốt dạy dỗ một chút, nếu không phải chúng ta đột nhiên nghĩ tới dùng cơm, bắt gặp một màn này, bọn họ có thể. Đủ rồi, Triệu Lương quát một tiếng, nhìn Diệp Thần và Tạ Bình Bình, ánh mắt càng ngày càng thâm độc, càng ngày càng oán độc. Vốn là, hắn đối với Tạ Bình Bình, vậy chưa nói tới thích bao nhiêu, chỉ là, biết cái cô gái này tử, thực lực không mạnh, lại không bối cảnh gì, tại học viện bên trong, vậy không có mối quan hệ nào, hơn nữa, lớn lên cũng không tệ, tâm tính lại đơn thuần, đang là đặc biệt thích hợp ra tay đối tượng, vừa muốn vui đùa một chút nàng mà thôi. Đến lúc đó, nếu như chơi chán, trực tiếp vứt bỏ chính là, vậy không việc gì quá lớn hậu quả, theo hắn biết, cái này Tạ Bình Bình, bất quá xuất thân tông môn hạng nhì mà thôi, cho dù tốt nghiệp cách tựu trường viện, thân là tông môn nhất lưu bí truyền đệ tử Triệu Lương, vậy chút nào sẽ không sợ sợ Tạ Bình Bình trả thù. Ở hắn muốn đến, mình để ý cái này Tạ Bình Bình, nguyện ý ở trong học viện chiếu cố một chút nàng, căn bản là Tạ Bình Bình phúc phận, hoàn toàn không có gì áy náy cảm giác. Nhưng mà, hiện ở con điếm này, lại cõng mình, và một tên phế vật làm chung một chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn thậm chí, đều phải nghe được năm hai các bạn học, đối với hắn cười nhạo. Cười hắn, còn không bằng một cái tạo hóa cảnh phế vật. Mặc dù, hắn còn không có chính thức và Tạ Bình Bình chung một chỗ, Tạ Bình Bình cũng không có đáp ứng hắn cái gì, nhưng là, Triệu Lương từ nhỏ là thiên chi kiêu tử. Chỉ có hắn chọn người khác, lúc nào, đến phiên người khác chọn hắn. Hắn đổ mong muốn, cũng phải lấy được tay, nếu hắn coi trọng Tạ Bình Bình, cũng đã, cho rằng Tạ Bình Bình là mình thuộc vật phẩm, chỉ có hắn một người có thể đụng chạm. Nhưng bây giờ thì sao? Lại có người, đụng hắn đồ chơi. Vẫn là, một cái tạo hóa cảnh phế vật. Hắn lửa giận, thật là thì phải đem người dẫn hỏa, đem máu sôi trào. Nhưng là, hắn biết. Hắn không thể biểu hiện được rõ ràng như vậy. Hắn cố tự chấn định xuống, chống lên một nụ cười, hướng Tạ Bình Bình và Diệp Thần ở địa phương đó đi tới. Mà lúc này, Diệp Thần đột nhiên đưa tay một cái, cầm Tạ Bình Bình bỏ vào mình đĩa thức ăn bên trong thức ăn lấy ra, thả lại bàn ăn bên trên. Tạ Bình Bình không hiểu nhìn Diệp Thần, hỏi thế nào Diệp Thần? Mới vừa rồi vậy đạo món ăn, không cùng ngươi khẩu vị sao? Diệp Thần cười nói, chúng ta, đi thiên khu ăn như thế nào? Ta đây là nhìn trời khu thức ăn, thật cảm thấy hứng thú. Tạ Bình Bình nghe vậy sững sốt một chút, chẳng nói lên lời nói, đi thiên khu. Nhưng mà ta không có như vậy nhiều linh thạch à? Diệp Thần ôn hòa cười nói, ta có, coi như là ngươi là ta chọn món ăn quả cảm ơn đi. Tạ Bình Bình còn chưa mở miệng, cách đó không xa, liền truyền đến một người vô cùng là khinh thường tiếng cười. Ha ha ha, Diệp sư đệ, không nhìn ra, ngươi, hoàn rất có khiếu hài hước, ngươi là lần đầu tiên, tới chúng ta thần hỏa học viện phòng ăn chứ. Có thể ngươi còn không biết, thiên khu thức ăn, là giá bao nhiêu cách chứ. Nơi đó, cũng không phải là cái gì ít rượu lầu, không phải ngươi, muốn đi thì đi địa phương à. Tống Bạch vậy mở miệng nói, không làm rõ ràng tình trạng, liền muốn mang người khác quá khứ. Còn có ngươi, Tạ sư muội. Người hiện tại, hẳn biết người này khí lượng, là trình độ gì liền chứ? Chỉ là một tự cho là đúng, tầm mắt hẹp hòi, đối với không có gì cả khái niệm dế nhũi mà thôi, so ra, Lương ca không biết so thằng nhóc này, ưu tú nhiều ít tầng thứ, ở hắn mang người mất mặt trước, người vẫn là, mau tới đây và chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Phùng Cương nhàn nhạt nói, thằng nhóc, ta khuyên ngươi, không nên đi xấu hổ mất mặt cho thỏa đáng, cái đó giá cả. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Thần sắc mặt rừng rưng nhìn cái này mấy người,
lấy hắn bây giờ thực lực cùng tầm mắt, những người này, hắn căn bản không có coi ra gì, vậy lười được cùng bọn họ so đo. Tạ Bình Bình nhìn Triệu Lương các người, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét vẻ, những người này, dựa vào cái gì như thế nói Diệp Thần. Bọn họ rõ ràng Diệp Thần sao? Làm sao biết Diệp Thần thật không ăn nổi thiên khu thức ăn? Coi như, Diệp Thần thật không mua nổi, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ghê gớm, có cần phải ngay trước Diệp Thần mặt, nói những lời này sao? Hơn nữa, mình muốn cùng ai đi ăn cơm, bọn họ có cái gì tư cách để ý tới? Nhưng là, Tạ Bình Bình mặc dù trong lòng tức giận, nhưng không dám nói gì, chỉ là lặng lẽ cúi đầu, nàng chẳng ngờ bởi vì mình, cho Diệp Thần khai ra Triệu Lương đám người cừu hận. Nhưng mà, nàng thân thể lại không có động. Nàng thật, không muốn cùng Triệu Lương những người này cùng nhau ăn cơm. Diệp Thần nhìn lướt qua Tạ Bình Bình, đã biết Tạ Bình Bình ý nghĩ trong lòng, hắn đột nhiên, để tay xuống ở giữa đĩa thức ăn. Tạ Bình Bình sững sốt một chút, ngay sau đó, mắt đẹp bên trong, lóe lên liền an tâm thần sắc, xem ra Diệp Thần cũng không muốn và Triệu Lương các người phát sinh mâu thuẫn, lúc này rời đi phòng ăn, là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, an tâm hơn, trong mắt của nàng bên trong, vậy mơ hồ toát ra vẻ thất vọng. Mặc dù, nàng biết Diệp Thần đối mặt ba tên tinh khiếu võ giả, muốn thoát thân, vậy là dễ hiểu, nhưng là, Tạ Bình Bình sâu trong nội tâm, vẫn tồn tại một tia kỳ vọng Diệp Thần có thể bảo vệ mình, có thể đuổi đi những thứ này dây dưa không ngớt tiểu nhân. Mà Triệu Lương các người, chính là mặt đầy cười nhạt, khinh miệt nhìn Diệp Thần. Bọn họ ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng là, ánh mắt kia bên trong ý khinh bỉ, vừa xem không bỏ sót. Một cái rác dưới, còn muốn động phụ nữ của ta. Triệu Lương đắc ý nhìn Diệp Thần, coi là ngươi thức thời, biết lăn ra khỏi lão tử tầm mắt, nếu không, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi cả đời khó quên dạy bảo. Liền tại tất cả người, cũng lấy là Diệp Thần muốn cứ như vậy xem chạy mất dạng chó hoang như nhau. Ảo não cục đuôi lăn ra khỏi phòng ăn thời điểm, Diệp Thần, nhưng nói thẳng ta tương đối ghét con ruồi ở bên tai kêu, đi thôi. Chọn một địa phương an tĩnh. Cái gì, chấm hỏi, Triệu Lương các người nán lại, hoàn toàn nán lại, cái này Diệp Thần, đang làm gì? Nói bọn họ là con ruồi. Tạ Bình Bình vậy là một bộ ngây ngẩn diễn cảm, nàng không biết Diệp Thần tại sao làm như vậy, nhưng là, chẳng biết tại sao. Tạ Bình Bình đáy lòng vậy chảy xuôi một tia dòng nước ấm. Mà Diệp Thần, ngay tại Triệu Lương các người, trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, mang Tạ Bình Bình, đi phòng ăn thiên khu đi tới. Đồng thời, hắn đưa lưng về phía Triệu Lương các người, nhàn nhạt nói, nghe các người nói, thiên khu, tựa hồ rất đắt dáng vẻ. Ta có ăn hay không nổi, không cần mấy vị lo lắng, ngược lại là. Vừa nói, hắn hơi quay đầu. Lộ ra một tia cười lạnh nói, mấy vị, ta có đi hay không thiên khu ăn cơm, các ngươi, có tư cách hỏi tới sao? Ngươi, Triệu Lương quát lên một tiếng lớn, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, cái này rác dưới, lại vẫn dám khiêu khích mình. Hắn đã tức giận đến trình độ cao nhất, nếu không phải bởi vì học viện quy định, hiện tại thì phải nhất kích đánh giết Diệp Thần. Cái này bảo hắn như thế nào có thể nhẫn? Bất quá, cho dù hắn không có ra tay. Cũng là cả người tinh khiếu đỉnh cấp hơi thở hoàn toàn bùng nổ, hướng Diệp Thần nghiền ép đi. Nhưng là, để cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, nguyên vốn cho là, sẽ ở hắn dưới khí tức quỳ xuống đất run rẩy tạo hóa cảnh phế vật, lại không bị ảnh hưởng chút nào hướng thiên khu đi tới. Làm sao có thể? Triệu Lương trong nháy mắt có chút thất thần, hắn nhưng mà vượt xa cùng cấp cường giả à, tại sao mình hơi thở, liền một cái vận may tồn tại, cũng đè không ngã. Hắn tức giận không ngừng dâng trào, hắn tốt muốn ra tay, thật là nhớ hiện tại liền cầm cái phế vật này cho đánh tàn phế, đánh phế à. Bất quá, ngay tại hắn chậm rãi nâng lên tay, chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên, khuôn mặt của một người từ hắn đầu óc bên trong thoáng qua. Triệu Lương run một cái, vẫn là để tay xuống, vừa nghĩ tới cái đó pháp kỷ bộ Trần Cửu, Triệu Lương, liền không tự chủ được run rẩy, hắn khó có thể tưởng tượng. Mình đối với Diệp Thần ra tay sau đó, sẽ tiếp nhận như thế nào trách phạt. Nhưng là, hắn cũng không thể chỉ như vậy để cho Diệp Thần cầm Tạ Bình Bình mang đi chứ. Triệu Lương ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần và Tạ Bình Bình quát to, Bình Bình, chớ theo thằng nhóc này đi mất mặt, hắn bất quá là muốn ở ngươi trước mặt gắn một chút mà thôi,
Mau tới đây đi, chúng ta đi địa khu ăn cơm. Cái này một tiếng quát to, toàn bộ trong phòng ăn học sinh, cũng nghe được rõ ràng, trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt, tập trung đến Diệp Thần và Tạ Bình Bình trên mình. Đồng thời, không thiếu học sinh, vậy bắt đầu nghị luận. Oa, người nam sinh kia ta không gặp qua, là năm thứ nhất chứ. Hắn lại muốn đi thiên khu ăn cơm, chẳng lẽ đến từ cao cấp tông môn, một tên nữ sinh nói. Mà vậy tên nữ sinh bên cạnh nam sinh, thì khinh thường cười nhạo nói, đi thiên khu. Liền hắn, ngươi cũng không thăm hắn cái gì tu vi, đi thiên khu ăn cơm, hắn chả nổi sao. Hơn nữa, Triệu Lương không phải đã nói rồi sao, tên này, chính là muốn ở cô gái trước mặt gắn một chút mà thôi. Tạo hóa cảnh đi thiên khu ăn cơm, thú vị. Thật thú vị. Nghe rất nhiều học sinh nghị luận, Tạ Bình Bình có chút do dự nhìn Diệp Thần, nàng biết, Diệp Thần làm như vậy, là muốn giúp mình giải vây, nàng rất cảm kích Diệp Thần, có thể ăn được hay không nổi thiên khu thức ăn, đối với nàng mà nói, ngược lại không thành vấn đề. Nhưng là, đi qua Triệu Lương vừa nói như vậy, nếu như một hồi Diệp Thần đến thiên khu, thật điểm không dậy nổi nơi đó món ăn mà nói, như vậy Diệp Thần nhất định sẽ biến thành trò cười của tất cả mọi người. Chuyện này nhất định sẽ tại học viện bên trong truyền ra. Như vậy tới một cái, đối với Diệp Thần mà nói, mới vừa tiến vào học viện, liền sẽ trở thành là bị giễu cợt đối tượng. Hơn nữa, Diệp Thần hiện tại đã đắc tội Triệu Lương, sợ rằng, tiếp theo sẽ gặp phải Triệu Lương đám người trả thù chứ. Như vậy Diệp Thần tương lai tại học viện bên trong cuộc sống, khẳng định sẽ rất khó chịu. Tạ Bình Bình chả hết nhớ, Diệp Thần là như thế nào một cái kiêu ngạo nam tử. Cho nên, nàng tuyệt đối chẳng ngờ bởi vì mình để cho Diệp Thần biến thành một cái trò cười. Tạ Bình Bình đột nhiên dừng bước, nàng không thể lại theo Diệp Thần đi về phía trước, mặc dù, nàng biết Diệp Thần có lòng tốt, nhưng là, lần đầu tiên tới phòng ăn Diệp Thần quả thật chưa có xem qua thiên khu thức ăn giá cả, vậy giá cả, có thể nói khủng bố. Tạ Bình Bình đối với Diệp Thần có thể hay không điểm dậy thiên khu thức ăn, thật ra thì, vậy không có lòng tin gì, hơn nữa. Coi như Diệp Thần thật điểm dậy, Tạ Bình Bình cũng không muốn, để cho Diệp Thần hư như vậy phí. Diệp Thần nhìn Tạ Bình Bình hỏi, thế nào? Tạ Bình Bình có chút không dám xem Diệp Thần ánh mắt, nhỏ giọng nói, Diệp Thần, ta thân thể có chút không thoải mái, người đưa ta hồi nhà trọ có được hay không, chúng ta? Chúng ta ngày khác lại tới ăn. Nàng giọng nói mặc dù nhỏ, nhưng là, làm sao giấu giếm được đã đối với các nàng tập trung chú ý tất cả cái học sinh thiên tài. Tất cả mọi người, đều nghe được Tạ Bình Bình nói. Các người hoàn không nói gì, một cái thanh âm, liền lập tức ở trong phòng ăn vang lên. Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Là một cái tiếng cười. Triệu Lương tiếng cười. Triệu Lương chỉ Diệp Thần cười nhạo nói, này, Diệp sư đệ, ngươi nghe gặp, Bình Bình nói gì sao? Người ta không thoải mái à, ở ngươi phải đi thiên khu chọn món ăn thời điểm, liền không thoải mái à? Ha ha ha. Các ngươi nói, tại sao Bình Bình đột nhiên không thoải mái? Là bởi vì là, tiếp theo, ở trước mặt nhiều người như vậy, liền muốn đi theo ngươi mất thể diện, cho nên, cảm thấy muốn ói, đều không tâm tình ăn cơm chứ. Ha ha ha! Mọi người nghe được Triệu Lương giễu cợt, vậy đi theo bộc phát một hồi cười ầm lên. Triệu Lương ánh mắt bên trong, lóe lên đắc ý ánh sáng, thằng nhóc, lấy là ta không thể đối với ngươi ra tay, cũng không có biện pháp đối phó ngươi. Ha ha, ngu xuẩn, ở trong học viện này, cho dù không thể đối với ngươi trực tiếp ra tay, ta cũng có là biện pháp, để cho ngươi phối hợp không đi xuống, để cho ngươi trở thành một cái lòe thiên hạ thằng hề. Thật tốt hưởng thụ, ngươi học viện sinh hoạt đi. Ha 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 ha. Tạ Bình Bình nghe vậy, mặt hiện vẻ lo lắng, hướng mọi người dùng sức lắc đầu, gấp gáp giải thích, không phải vậy. Không phải như vậy. Nhưng là, nào có người nghe nàng nói chuyện. Tất cả mọi người, cũng đang cười nhạo, không ngừng cười nhạo. Diệp Thần vẫn là như vậy sắc mặt ổn định, tựa như, chút nào không chịu mọi người ảnh hưởng, ở nơi này một phiến tiếng cười nhạo bên trong, hắn nhàn nhạt nói, ngươi không đi, ta đi. Ta đi, Tạ Bình Bình chẳng biết tại sao vẫn là đi theo lên. Hiện tại, nếu như mình và Diệp Thần rời đi, Diệp Thần, không thể nghi ngờ vậy sẽ biến thành bị cười nhạo đối tượng, đã như vậy, như vậy. Cho dù bị cười nhạo, nàng cũng phải cùng Diệp Thần cùng nhau gánh vác, chuyện này, vốn là bởi vì mình mà đưa tới. Nghĩ tới đây,
Tạ Bình Bình ánh mắt, càng thêm kiên định, nàng nhất định phải cùng ở Diệp Thần bên người. Hơn nữa, nàng vậy sớm muốn đi biết một chút về thiên khu thức ăn, là dạng gì, coi như không ăn nổi, xem vậy không việc gì không tốt. Mà một bên, nhìn Tạ Bình Bình chẳng những không có rời đi Diệp Thần, đi hướng mình ý nghĩa, ngược lại, và Diệp Thần cùng nhau khinh thường mình, Triệu Lương thật là, tức giận được máu đều phải sôi trào. Hắn không ngừng ở trong lòng gầm thét, tại sao? Tại sao à? Tại sao người phụ nữ này, hoàn không rời đi tên phế vật kia? Chẳng lẽ, nàng thật muốn và hắn cùng nhau, bị mọi người giễu cợt sao? Chẳng lẽ nàng thật ngu xuẩn đến, lựa chọn cái phế vật này, vậy không chọn mình sao? Triệu Lương tức giận, không cam lòng, thật là đều phải rơi vào điên cuồng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, ở nơi này mọi người cười nhạo bên trong, Diệp Thần vẫn còn có dũng khí, tiếp tục mang Tạ Bình Bình hướng thiên khu đi tới. Mà hắn giống vậy không nghĩ tới, đến lúc này, Tạ Bình Bình lại vẫn nguyện ý theo Diệp Thần đứng chung một chỗ. Triệu Lương cặp mắt ứ máu, sắc bén bạo tránh, ánh mắt dường như muốn đâm thủng Diệp Thần vậy sắc bén. Nhưng là, Diệp Thần đi về phía thiên khu nhịp bước, vẫn là trầm ổn như vậy, không có bị một chút ảnh hưởng. Những học sinh này cười nhạo, tại sao có thể ảnh hưởng Diệp Thần đâu? Hắn cùng nhau đi tới, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ cùng gặp trắc trở, không biết nghiền nát hơn bớt xem thường hắn kẻ địch. Hiện nay, những người này cười nhạo, ở Diệp Thần xem ra, và con kiến hôi nói nhỏ vậy. Ai lại sẽ, đi chú ý một đám con kiến đang nói cái gì? Hắn chỉ sẽ, dụng sự thực, để cho những côn trùng này im lặng mà thôi. Nhìn Diệp Thần từng bước một hướng trời khu đi tới, mọi người, vậy dần dần yên tĩnh lại. Bọn họ không phải người ngu, ở thời điểm này, đối mặt nhiều người như vậy cười nhạo, Diệp Thần hoàn như thế ổn định như thường, muốn nói không có gì dựa vào, đó là không thể nào. Bọn họ hiện tại, ngược lại có chút mong đợi. Chẳng lẽ, cái này nhìn như, tu vi thấp học sinh mới, thật ăn nổi thiên khu thức ăn. Triệu Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, đè nén lửa giận, hung tợn nói. Đi đi, đi đi, lập tức, ngươi sẽ lâm vào tuyệt vọng, lập tức, ngươi thì sẽ hoàn toàn lâm vào là một cái thằng hề, mà Tạ Bình Bình đối với ngươi vậy ảo tưởng không thực tế, vậy sẽ hoàn toàn bể tan tành, sau đó lập tức vứt bỏ ngươi, đưa vào ta ôm trong ngực, lưu lại cho ngươi, chỉ có khuất nhục, vô tận khuất nhục. Nhưng mà đây là, đám người bên trong, đột nhiên có người nhỏ giọng nói, các ngươi có hay không cảm thấy, người này tu vi, thật giống như có điểm thấp à. Người còn lại nói, đúng vậy, quả thật rất thấp, vậy, chúng ta thần hỏa học viện nhập học học sinh, thấp nhất, cũng không khả năng thấp đến tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, một cảnh giới chênh lệch, khác xa lắc xa lơ à. Như thế yếu, làm sao có thể ăn nổi thiên khu thức ăn đây? Lúc trước người nọ lại nói, lời ấy sai rồi, như thế yếu, còn có thể nhập học, các ngươi chưa thấy được, có chút không hợp với lẽ thường sao? Người này một câu nói, nhất thời, ở trong đám người đưa tới một hồi xôn xao. Đúng vậy, tu vi thấp như vậy, lại có thể nhập học, chân thực, có chút không bình thường. Như thế nói, cái này học sinh mới, có thể không đơn giản. Mới bắt đầu nói chuyện người nọ, lần nữa mở miệng nói, Thăng Long thi đấu khảo nghiệm, mặc dù mỗi lần hình thức đều không cùng, nhập học cũng có thể mang nhất định có vận khí thành phần, nhưng là tổng thể mà nói, đều là lấy thực lực làm chủ. Bất quá, chỉ có một trường hợp là ngoại lệ, chỉ có một loại người, cho dù thực lực không đủ, cũng có thể bị thần hỏa học viện nhận, các ngươi, muốn còn thức không? Đây là, có người không hiểu nói, là người nào à? Người nọ cố làm cao thâm cười nói, những người này, thế lực sau lưng, cho dù là thần hỏa học viện như vậy tồn tại, vậy không cúi đầu không được. Nói tới chỗ này, đột nhiên có người kinh hô, người nói là, hắn là thế lực cao cấp bí truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, trong đám người ngay tức thì vang lên kêu lên tiếng. Không sai, thế lực cao cấp đệ tử, ở Thăng Long thi đấu bên trong, có thể nói là duy nhất được phép đi cửa sau tồn tại. Người như vậy, cho dù thực lực không mạnh, vậy rất có thể bị thần hỏa học viện nhận. Hơn nữa, người như vậy, coi như không có thực lực gì, ở thần hỏa học viện bên trong, cũng không có cái gì người dám chọc. Dẫu sao, coi như đối phương tại học viện bên trong, không có cách nào làm gì. Nhưng mà, thần hỏa học viện học sinh, một ngày nào đó, là muốn tốt nghiệp.
sau khi tốt nghiệp, ai có thể có nắm chắc, đi chịu đựng một cái thế lực cao cấp lửa giận. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều thay đổi. Thế lực cao cấp trọng yếu đệ tử, cho dù ở Thần Hỏa Học Viện bên trong, cũng không nhiều. Mà phải nói lúc này sắc mặt nhất khó coi, liền Không Triệu Lương mấy người không có ai. Thế lực cao cấp. Như Diệp Thần thật sự là thế lực cao cấp truyền nhân, như vậy, bọn họ trước như vậy giễu cợt đối phương, coi như là hoàn toàn và đối phương kết thù chứ. Thế lực cao cấp đệ tử, cái nào không phải tâm cao khí ngạo tới cực điểm. Cho dù ở bọn họ xem ra, Diệp Thần thực lực yếu đến cơ hồ không giống như là xuất từ thế lực cao cấp, bất quá, nếu như Diệp Thần thật có thể mua được thiên khu thực phẩm, như vậy, trừ hắn xuất thân thế lực cao cấp, tựa hồ, không có những thứ khác giải thích à. Triệu Lương mấy người, lúc này lòng cũng xách lên, dẫu sao, không có ai muốn bị một cái thế lực cao cấp truyền nhân để mắt tới, không có ai muốn cùng người như vậy kết thù. Tống Bạch đối với Triệu Lương hỏi, Lương ca, làm thế nào? Xem thằng nhóc kia dáng vẻ, thật giống như thật sự có chắc chắn có thể mua được thiên khu thức ăn vậy, chúng ta, sẽ không thật đắc tội một cái thế lực cao cấp đệ tử chứ? Triệu Lương chau mày, hiện tại còn có thể làm sao? Triệu Lương hiện tại đã bắt đầu hối hận, mình tại sao, sẽ bởi vì là không có một người bối cảnh, không có thực lực người phụ nữ, đắc tội một cái thế lực cao cấp đệ tử. Loại người này, coi như thực lực nhỏ yếu đi nữa, chỉ cần hắn nói một câu, có chính là người nguyện ý là hắn ra tay dạy bảo mình, dẫu sao, ngày thường, đi nơi nào kết giao một cái thế lực cao cấp đệ tử. Hắn hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Thần không mua nổi thiên khu thức ăn. Cầu nguyện Diệp Thần chịu hết mọi người cười nhạo. Đang lúc mọi người, đều cơ hồ phải đem Diệp Thần làm thế lực cao cấp đệ tử sau đó, một cái thanh âm, lại đang đám người bên trong vang lên. Hắn không phải thế lực cao cấp đệ tử. Người nói chuyện, là ai? Mọi người hướng người nọ nhìn, chỉ gặp, là một người mặt mũi phổ thông, mặt tròn, sắc mặt hơi vàng, cả người áo bào tím, ngón tay lên mang một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Nhìn như bình thường không có gì lạ thanh niên người, hắn tu vi, ngược lại còn có thể, chính là không biết, hắn là năm 2 sinh, vẫn là năm 3 sinh. Mới bắt đầu nói chuyện người nọ, thấy người này phản bác mình phán đoán, có chút bất mãn nói, hắn không phải thế lực cao cấp đệ tử. Vậy hắn, tại sao như thế tự tin? Hơn nữa, người dựa vào cái gì, nói hắn phải không? Người này, hiển nhiên không nhận biết tên này áo bào tím võ giả. Nhưng là, hắn không nhận biết, không đại biểu người khác không nhận biết. Triệu Lương thấy được người nọ, lập tức ánh mắt sáng lên. Người này, tên là Tiêu Phong, là Thần Hỏa Học Viện năm 2 học sinh, thiên phú ở Thần Hỏa Học Viện bên trong, cũng xem là tốt, bất quá, người này tánh tình có chút cổ quái, từ trước đến giờ độc lai độc vãng, không muốn và người trong lớp trao đổi. Cho nên, đại đa số người, cũng không biết Tiêu Phong lai lịch. Nhưng là, Triệu Lương từng nghe nói qua một cái cùng Tiêu Phong có liên quan lời đồn đãi. Đó chính là, Tiêu Phong thân phận chân thật, là linh võ Tiêu gia đệ tử nòng cốt. Nếu cái này Tiêu Phong nói chuyện, như vậy Diệp Thần, liền cơ hồ có thể khẳng định, không phải thế lực cao cấp đệ tử. Rốt cuộc, Diệp Thần mang Tạ Bình Bình, đi tới phòng ăn thiên khu. Tạ Bình Bình nhìn những cái kia thức ăn giá biểu, trái tim nhỏ càng nhảy càng nhanh, cái giá này, thật là quá kinh sợ. Một chén ngàn năm nguyên linh thóc nấu nướng cơm, một viên cực phẩm phẩm thần hỏa linh tinh, một miếng trăm thơm hoa xào hàn rau thịt, 15 cái cực phẩm thần hỏa linh tinh, một miếng ngàn năm xích luyện quả thịt nguội, 10 cái cực phẩm thần hỏa linh tinh. Thần hỏa linh tinh là ở Thần Hỏa Học Viện có 102 tiền, hơn 10.000 linh thạch mới có thể đổi một quả. Tạ Bình Bình nhìn những thứ này giá cả, thật là đều phải choáng váng, vốn là, nàng còn đối với Diệp Thần có chút lòng tin, nhưng là, nhìn từng cái khoa trương đến không thể lại khoa trương giá biểu, thư của nàng lòng, vậy dần dần bị nghiền nát. Triệu Lương các người, nhìn Diệp Thần ở trên trời khu bữa ăn tủ trước, dáng vẻ trầm mặc, cơ hồ thì phải cầm giễu cợt tiếng nói, bật thốt lên nói ra. Có thể Diệp Thần ánh mắt xem một chút bữa ăn tủ sau đó, lại quay đầu, hướng về phía Tạ Bình Bình mỉm cười nói, Tạ Bình Bình, thế nào? Ngươi không phải, vẫn luôn rất muốn ăn thiên khu thức ăn sao? Còn đứng ngây ở đó làm gì, điểm món ăn chứ? Điểm món ăn. Diệp Thần, lại kêu Tạ Bình Bình điểm món ăn.
Triệu Lương mấy người, đều ngẩn ra, Diệp Thần thấy thức ăn giá cả, không phải hẳn, trực tiếp bị sợ được nói không ra lời sao. Hiện tại, lại thế nào một bộ dáng vẻ ung dung, kêu Tạ Bình Bình điểm món ăn. Chẳng lẽ, hắn đến lúc này, còn muốn trang bị đi. Tạ Bình Bình cũng có chút ngơ ngác nhìn Diệp Thần, bất quá, nàng vẫn là theo lời, nhìn về phía bữa ăn tủ. Tạ Bình Bình lại nuốt mấy hớp nước miếng, dè dặt điểm một cái chỉ cần 5 thần hỏa linh tinh rau trộn ngàn năm long nguyên quả. Sau đó chuyển hướng Diệp Thần nói ta ăn cái này là tốt. Diệp Thần nhìn Tạ Bình Bình cẩn thận hình dáng, không khỏi cười nói, người yên tâm, nơi này món ăn giá cả, đối với ta lại nói, không coi vào đâu, muốn ăn cái gì, đều có thể điểm. Vừa nói, Diệp Thần dẫn đầu điểm một người nướng cánh chim vàng, hai chén linh thóc cơm. Một miếng thiên linh tiêu xào long tượng thịt, một miếng thanh xào ngàn tuổi trẻ quang quả. Diệp Thần, lại thật gọi thức ăn, hơn nữa, hoàn điểm được không thiếu. Triệu Lương các người, sắc mặt đã lần nữa khó xem. Cái này Diệp Thần, không phải là từ đâu tới nhà giàu mới nổi chứ. Ở Diệp Thần dưới sự thúc giục, Tạ Bình Bình rốt cuộc lại điểm một cái long tượng xương sườn canh, mà Diệp Thần, rốt cuộc hướng quầy đi. Quầy phục vụ viên. Là một người mặt mũi dáng đẹp thiếu nữ, hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, cái vị công tử này, ngài khỏe, tổng cộng là 103 cái thần hỏa cực phẩm linh tinh. 103 cái thần hỏa cực phẩm linh tinh. Đây chính là, 103 cái thần hỏa cực phẩm linh tinh à. Diệp Thần bữa tiệc này, có thể nói là đặc biệt xa hoa, dẫu sao, thiên khu thức ăn mặc dù quý, nhưng là, tính nhưng không ít. Mà Diệp Thần... hoàn ước chừng điểm 4 món một canh. Tất cả mọi người không khỏi được nuốt ngụm nước miếng, nhìn chăm chú Diệp Thần, muốn xem, Diệp Thần kết quả có thể hay không, cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Diệp Thần sắc mặt sửng dưng, cổ tay lộn một cái, đem một ít thần hỏa cực phẩm linh tinh bày ở trên quầy. Đây là hắn ở trên phi thuyền và Trần Cửu đổi. Tên kia thu bạc thiếu nữ, vậy có chút bất ngờ nhìn Diệp Thần một mắt. Mặc dù... nàng đối với Diệp Thần biểu hiện được đặc biệt lễ phép, nhưng là, trong lòng cũng cảm thấy cái này tu vi thấp thiếu niên, hẳn, là không trả nổi. Có thể không nghĩ tới, Diệp Thần, lại cứ như vậy tùy ý đem tiền cho thanh toán. Lúc này, đám người bên trong, có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn, thật ăn nổi thiên khu món ăn à? Há chỉ là ăn nổi. Hắn bị phục vụ viên mời vào phòng riêng bên trong. Đó là tiêu phí 100 thần hỏa cực phẩm linh tinh trở lên mới có đãi ngộ à. Đây cũng không phải là, đánh sưng mặt sưng người người, làm được à. Ta đi, người này, kết quả là lai lịch gì à. Mà lúc này, Triệu Lương mấy người sắc mặt, có thể nói là hoàn toàn âm trầm xuống. Đặc biệt là Triệu Lương. Đã có không ít người, cười mỉa nhìn bọn họ. Trước, bọn họ luôn miệng nói Diệp Thần không ăn nổi thiên khu món ăn. Bây giờ thế nào? Mặt đều bị rút ra sưng. Không phải Diệp Thần không ăn nổi, mà là bọn họ, mắt chó coi thường người à. Mà Triệu Lương mấy người, xoay người, sẽ phải rời khỏi. Đây là, Diệp Thần đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Triệu Lương cười nói. Triệu huynh, các ngươi không phải tới ăn cơm sao? Làm sao, cái này phải đi, cơm vậy không ăn. Nếu là các ngươi không mang đủ tiền. Cùng nhau tới đây ăn một chút. Ngày này khu thức ăn, giá tiền là cao một chút, bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi, ta thật là có điểm muốn không rõ ràng, tại sao, ở ngươi nói đến, giống như hơn đáng sợ như nhau. Thiếu chút nữa hù được ta, cũng không dám tới dùng cơm, lần sau, xin Triệu huynh ngươi, không muốn cái gì chuyện, cũng kinh hãi như thế quái vật nhỏ, giống như là không gặp qua cảnh đời ngon giống vậy sao. Sẽ, để cho người chê cười. Mọi người nghe vậy, nhìn về phía Triệu Lương mấy người, lập tức phát ra một hồi cười ầm lên, làm sao có thể không cười. Cái này mấy người, luôn miệng giễu cợt, một bộ người khác không ăn nổi dáng vẻ, kết quả, thiên khu món ăn, đối với người khác mà nói, không chỉ có ăn nổi, còn có thể ăn rất tùy tiện, cái này đã, đem hai bên tầm mắt cùng tài lực chênh lệch, thể hiện được tinh tế. Hiện tại, Triệu Lương các người, mới thật sự là tên hề nhảy nhót. Chịu đựng mọi người cười nhạo, Tống Bạch và Phùng Cương, chính là sắc mặt trắng bệch, trong đầu nghĩ, lần này xong rồi, sợ là sau này, tại học viện bên trong,
muốn không ngóc đầu lên được, bọn họ muốn đi, lập tức liền rời đi cái này phòng ăn, nhưng mà, Triệu Lương bước chân, nhưng dừng lại. Hắn rốt cuộc, lại cũng nhịn không nổi nữa. Cho ta câm miệng của ngươi lại. Triệu Lương thẹn quá thành giận, hướng về phía Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cả người khí thế, lại lần nữa bùng nổ, cứ như vậy, hướng Diệp Thần từng bước một đi tới. Hắn là không nghĩ tới, Diệp Thần, lại có tiền như thế. Nhưng là, có tiền thuộc về có tiền, lấy Diệp Thần thực lực, nếu không phải xuất thân từ thế lực cao cấp, lại có gì phải sợ. Hiện tại, lại dám như thế giễu cợt mình. Vốn là, nhiều lần bị giễu cợt, đã ở bùng nổ danh giới Triệu Lương, lúc này, đã giận tới cực điểm. Mà Diệp Thần, mỉm cười nhìn đi tới Triệu Lương, lại là trên mặt không có một phần sợ hãi. Tạ Bình Bình sắc mặt biến đổi, nàng chuyện lo lắng nhất, rốt cuộc sắp xảy ra. Xem cái này Triệu Lương dáng vẻ, lại thật giống như, thật sẽ đối Diệp Thần ra tay. Tạ Bình Bình biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là, mạnh hơn nữa, cũng sẽ không là tinh khiếu tồn tại đối thủ chứ. Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng không khả năng vượt qua như thế nhiều cảnh giới, chiến thắng đối thủ chứ. Trong thoáng qua, Triệu Lương đã đi tới Diệp Thần trước người cách đó không xa, hắn cười nhạt nhìn vẫn một bộ trấn định bộ dáng Diệp Thần, trong mắt hàn mang bạo tránh, nói thầm, phế vật, ta xem ngươi, còn có thể trấn định tới khi nào. Một khắc sau, một cổ vô cùng là đậm đà giới vực lực, từ Triệu Lương trên mình bộc phát ra, hắn một cái tay giơ lên, thì phải hướng về phía Diệp Thần đè một cái đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người, chắn Triệu Lương và Diệp Thần ở giữa. Triệu Lương và Diệp Thần, đều là hơi sững sờ. Thân ảnh này, chính là Tạ Bình Bình. Tạ Bình Bình, lúc này đối mặt khí thế bùng nổ Triệu Lương, cho dù không phải trực tiếp hướng về phía mình phát ra, cũng bị đè đến cơ hồ không thở nổi. Hiện tại, đứng ở nàng trước mặt Triệu Lương, thật là, giống như một tòa không cách nào vượt qua đại sơn vậy, chỉ là đứng, Tạ Bình Bình cũng đã là đem hết toàn lực. Sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể khẽ run, nhìn như, giống như một con yếu đuối con thỏ nhỏ, đứng ở mãnh hổ trước mặt vậy. Nhưng là, nàng ánh mắt, cũng rất kiên định. Triệu Lương lạnh lùng nhìn Tạ Bình Bình, nói, ngươi, tránh ra. Chỉ là tùy ý một câu nói, nhưng mà, một câu nói này, nhưng trong nháy mắt tỉnh lại Tạ Bình Bình trong lòng, tựa như toàn bộ sợ hãi. Lúc này Triệu Lương, liền tựa như thần vậy. Mà Tạ Bình Bình hiện tại, nếu là muốn cãi lại Triệu Lương, tựa như cùng cãi lại thần. Tạ Bình Bình cắn chặt hàm răng, liều mạng chống cự nội tâm sợ hãi, tựa như dùng hết toàn lực vậy hướng về phía Triệu Lương mở miệng nói Triệu. Sư huynh, mời ngươi, không nên như vậy. Diệp Thần nhìn Tạ Bình Bình vậy căng thẳng hình bóng, ánh mắt bên trong, không khỏi toát ra một tia tán thưởng. Hắn biết, lấy Tạ Bình Bình thực lực, đối mặt một cái tinh khiếu võ giả, phải chịu đựng, biết bao to lớn áp lực. Nhưng là, dù vậy, Tạ Bình Bình nhưng vẫn là vì mình, chắn Triệu Lương trước mặt. Triệu Lương ánh mắt, hoàn toàn lạnh xuống, thậm chí, hiện ra oán hận. Người phụ nữ này, lại, thật lựa chọn tên phế vật kia. Mà không phải mình. Mình, bại bởi một cái tạo hóa cảnh phế vật. Cái này làm cho kiêu ngạo Triệu Lương, như thế nào tiếp nhận? Triệu Lương ngưng mắt nhìn Tạ Bình Bình, âm trầm mở miệng nói, ngươi, muốn bảo vệ hắn. Hắn khí tức trên người, mơ hồ bây giờ, bắt đầu bay lên. Tạ Bình Bình mắt đẹp run rẩy, nàng muốn nói, đúng, ta chính là muốn bảo vệ hắn. Nhưng là, nàng cũng không dám nói, nàng không dám, không phải bởi vì mình. Mà là sợ, nàng như thế nói, hoàn toàn chọc giận Triệu Lương, như vậy, chỉ sẽ để cho Triệu Lương hơn nữa oán hận Diệp Thần. Chỉ sẽ để cho hắn, điên cuồng hơn địa đối Diệp Thần ra tay. Nàng chẳng ngờ, bởi vì mình, mà để cho Diệp Thần bị thương tổn. Cho nên, Tạ Bình Bình trầm mặc. Triệu Lương hài lòng nhìn cúi đầu xuống Tạ Bình Bình, đột nhiên lộ ra một tia hèn hạ nụ cười nói, Bình Bình, ngươi hiện tại, nếu là nguyện ý đi theo ta, đi địa khu ăn cơm, ta nguyện ý, không so đo Diệp Thần đối với ta bất kính, ngươi cảm thấy, như thế nào? Tạ Bình Bình ánh mắt lóe lên, mơ hồ có nước mắt hiện lên ở mắt đẹp bên trong lòng nàng, là dù sao cũng phân không muốn, và Triệu Lương cùng đi ăn cơm. Đặc biệt là vào lúc này, nàng biết, mình làm như vậy, sẽ đối với Diệp Thần tạo thành tổn thương. Nhưng là,
nàng lại có thể làm sao đâu. Nếu như nàng hiện tại cự tuyệt Triệu Lương vẫn ra tay, nhất định, sẽ không đối với Diệp Thần lưu tình. Hắn nhất định, sẽ đem Diệp Thần hoàn toàn dẫm ở dưới chân, hoàn toàn làm nhục Diệp Thần. Như vậy, mới thật sự là không cách nào xóa nhòa khuất nhục à. Như vậy khuất nhục, sẽ vĩnh viễn ở lại Diệp Thần trong cuộc đời. Tạ Bình Bình, tuyệt không muốn để cho Diệp Thần bị như vậy tổn thương. Hai hàng nước mắt, từ Tạ Bình Bình trên gương mặt tươi cười tuột xuống, ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, một giọng nói, đột nhiên vang lên. Ngươi, đủ chưa? Là Diệp Thần thanh âm. Cũng chỉ ở Diệp Thần thanh âm, vang lên đồng thời, Tạ Bình Bình trên người áp lực, đột nhiên bây giờ, tiêu tán. Diệp Thần lãnh đạm nhìn Triệu Lương, trước, hắn vẫn không có đối với Triệu Lương ra tay, chỉ bất quá, là bởi vì là Trần Cửu quan hệ, hắn chẳng ngờ tùy ý xúc phạm học viện Pháp Kỷ mà thôi. Mà làm Tạ Bình Bình ngăn cản đến mình trước mặt, hắn bản muốn ra tay, nhưng mà thấy Tạ Bình Bình biểu hiện, lại muốn thừa dịp cái này cơ hội, rèn luyện một chút Tạ Bình Bình tâm tính, như vậy, đối với nàng có chỗ tốt. Nhưng mà, cái này Triệu Lương biểu hiện, thật sự là quá tồi tệ, quá vô sỉ, Diệp Thần, rốt cuộc không nhìn nổi. Triệu Lương trong mắt sát ý chợt bùng nổ, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lạnh giọng nói, người mới vừa rồi đối với ta nói gì? Sát ý. Diệp Thần trên mặt hiện lên một cái khinh thường nụ cười, nói ta nói gì không trọng yếu. Hiện tại, người cho ta lăn ra khỏi ta tầm mắt. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều bị Diệp Thần nói, rung động. Một cái vận may võ giả, lại, như vậy giễu cợt một cái tinh khiếu võ giả, còn để cho hắn, lăn ra khỏi mình tầm mắt. Đây cũng không phải là giống vậy kiêu ngạo, giống vậy cuồng, có thể làm được à. Đây quả thực, là cuồng ngạo đến trình độ cao nhất. Vậy không muốn sống đến trình độ cao nhất. Cho dù thần hỏa học viện học sinh, mỗi một người, đều là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà, bây giờ thấy Diệp Thần biểu hiện, cũng là rung động đến không nói ra lời. Đây mới là, chân chính cuồng ngạo à. Mà Triệu Lương, chính là bị hoàn toàn nổ. Lăn ra khỏi tầm mắt, hắn kêu ta lăn ra khỏi tầm mắt. Ha 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 ha, tốt, rất tốt, Triệu Lương giận dữ ngược lại cười, giới vực mở ra, ngay tức thì bao phủ Diệp Thần, đồng thời, một tay hướng Diệp Thần đỉnh đầu hung hăng vỗ tới. Triệu Lương trong lòng bàn tay, hư không không ngừng mất đi, mang hủy thiên diệt địa uy thế. Một chiêu này, không phải chuyện đùa. Triệu Lương, đối phó tạo hóa cảnh Diệp Thần, lại xử suất kinh khủng như vậy một trường. Mọi người gặp Triệu Lương ra tay như vậy tàn nhẫn, đều là hơi kinh hãi, cái này Triệu Lương, là thật tức giận à. Cái này ra tay một cái, lại là cơ hồ không có nương tay ý nghĩa, một trường này nếu như chụp thực, lấy Diệp Thần tạo hóa cảnh tu vi, coi như không chết, vậy ắt sẽ trọng thương đi. Đồng thời, mọi người vậy là Diệp Thần mặc niệm. Cái này Diệp Thần, cũng là quá xui xẻo, đụng vào Triệu Lương người như vậy, đối với học sinh mới ra tay, lại cơ hồ không có nương tay ý nghĩa, lấy Diệp Thần tu vi, là tuyệt đối không thể nào không có chuyện gì, hơn nữa, nhất định sẽ rất thảm. Triệu Lương mặc dù thủ hạ giữ lại một chút xíu chỗ trống, nhưng là, điểm này chỗ trống, cũng chỉ là có thể để cho hắn không đem Diệp Thần hoàn toàn đánh thành hư không mà thôi. Một chiêu này đi xuống, Diệp Thần trọng thương cơ hồ đã là không thể thay đổi. Mà Diệp Thần đâu? Mọi người hướng Diệp Thần nhìn, chỉ gặp, Diệp Thần vẫn là sắc mặt sửng dưng đứng tại chỗ, cũng không biết, là bị Triệu Lương giới vực chấn nhiếp, không cách nào nhúc nhích, vẫn là, đã hoàn toàn tuyệt vọng, buông tha tránh né. Triệu Lương thấy vậy, lại là cười nhạt không dứt, giễu cợt nói, liền ta một chiêu, cũng không tránh thoát người. Vậy không biết xấu hổ nói để cho ta lăn ra khỏi tầm mắt. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cơ hội, ta đã cho qua, nếu ngươi không hiểu được quý trọng, như vậy, liền không trách ta. Vừa nói, hắn chậm rãi, nâng lên tay mình, đón Triệu Lương hướng mình ép tới khủng bố một trường, một quyền đánh ra. Một quyền này, nhìn như, lại không có chút nào uy thế. Chính là bình thường, bình bình đạm đạm một quyền. Mà Tống Bạch và Phùng Cương, thấy Diệp Thần lại ngu xuẩn đến đón Triệu Lương một trường, vung ra cái này mềm nhũn một quyền, lại là không nhịn được, phá lên cười. Bọn họ nhìn Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy vẻ châm chọc. Triệu Lương trưởng, há là như thế dễ dàng có thể ngăn cản.
Triệu Lương, nhưng mà đích thực người luyện thể à? Hơn nữa, vẫn là ở nơi này thần hỏa học viện bên trong, đều có thể xếp hàng trên người luyện thể, hắn lực lượng, có kinh khủng dường nào, có thể tưởng tượng được. Một thân cự lực, đủ để rời non lấp biển. Cho dù cứng rắn hắn cùng cảnh giới yêu thú, vậy hoàn toàn không kém phía dưới tồn tại. Hắn một trường, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cùng cảnh giới võ giả, cũng không dám chính diện đón đỡ à. Mà đây Diệp Thần bây giờ hành vi, thật là, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Triệu Lương trên mặt, lại là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn vốn là, hoàn lo lắng Diệp Thần có thể thông qua Thăng Long thi đấu, biết hay không, có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Để cho hắn không nghĩ tới phải, cái này ngu xuẩn, lại cứ như vậy, gắng gượng muốn dùng quả đấm và mình đụng nhau. Hắn nhưng mà linh võ đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài người luyện thể à. Cùng cảnh giới bên trong, nếu bàn về thân thể tố chất, hắn căn bản, chưa sợ qua ai. Huống chi, một cái chính là vận may võ giả. Hơn nữa, vẫn là liền vũ khí cũng không cần vận may võ giả. Triệu Lương trong lòng phát tàn nhẫn, cái này Diệp Thần, cho dù đối mặt mình một trường, cuồng ngạo vẫn không giảm, lũ lũ suốt nói giễu cợt, lần này, Triệu Lương nếu không phải cho hắn cái đau thương dạy bảo, trong lòng, làm sao có thể thoải mái. Hắn nhất định, muốn cho Diệp Thần trọng thương, sắp chết. Đem hắn ngạo, hắn cuồng, hoàn toàn đánh nát. Nhìn Triệu Lương vậy dần dần thần sắc dữ tợn, Diệp Thần trên mặt, thoáng qua một tia cười nhạt. Một khắc sau, một cổ tuyệt mạnh sát ý, bỗng nhiên tách thả ra. Trong nháy mắt, một cổ vô cùng là lẫm liệt, lạnh như băng sát khí, vét sạch toàn bộ phòng ăn. Tất cả bị sát ý này bao phủ võ giả, cũng không khỏi, dùng mình một cái. Từ linh hồn của bọn họ chỗ sâu, hiện ra một cổ đối với chết sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng kịch liệt rung rung, khó mà tin tưởng mình cảm thụ. Thật là khủng khiếp sát ý. Bọn họ cũng đều phải, linh võ đại lục đếm được thiên tài à. Thông thường sát khí, làm sao có thể dung chuyển bọn họ tâm thần. Nhưng là, cái này cổ sát khí, nhưng trực tiếp tỉnh lại ác ma kia sợ hãi. Mà sát ý này, chính là từ Diệp Thần trong quả đấm, tách thả ra ra. Đám người bên trong, có người kinh hô, đây là giới vực lực. Chân chân thật thật giới vực lực, cái này tạo hóa cảnh học sinh mới, lại, có thể sử dụng giới vực lực. Thần hỏa học viện bọn học sinh, mỗi một người đều không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, coi như bọn họ người người đều là yêu nghiệt, vậy cho tới bây giờ không gặp qua, có người có thể ở tạo hóa cảnh, có thể thi triển tinh thuần như vậy giới vực lực à. Cái này, căn bản không phải người có thể làm được chuyện chứ. Nhưng là, trước mắt cái này người thanh niên, chính là làm được. Đây quả thực, làm người ta sợ hãi. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần Quyền, cùng Triệu Lương trưởng, rốt cuộc, đụng đụng vào nhau. Cường đại đánh vào, ở phòng ăn bên trong tàn phá, to lớn lực lượng không ngừng mất đi trước hư không, thậm chí, đem không gian chảy loạn, cũng dẫn tới phòng ăn bên trong. Cũng chỉ ở hai người quyền trưởng giáp nhau trong nháy mắt, một hồi xương máu chợt bạo mau tránh ra tới. Đi đôi với tiếng nổ kia, một bóng người, ngay tức thì bay ngược, nặng nề đụng vào phòng ăn vách tường bên trên. Vậy sử dụng vô cùng là cao đẳng vật liệu xây xong, lại có linh võ đại lục cao cấp trận pháp sư gia trì vách tường, lại bị đụng ra một đạo liệt ngân. Mọi người nhìn về phía vậy đụng vào trên tường bóng người, ánh mắt bên trong kinh hãi, đều phải tràn ra hốc mắt. Bóng người này, chính là Triệu Lương. Liền cái này cùng người lấy thân xác lực lượng chống đỡ được chiến đấu bên trong, bị người một quyền đánh bay. Vẫn là, bị một cái so mình cơ hồ mau thấp hai cảnh giới võ giả. Cái này gọi là người, tại sao có thể tiếp nhận à? Mà Triệu Lương lúc này tình trạng, thật là vô cùng thê thảm. Hắn xuất trưởng cánh tay kia, hoàn toàn nổ tung thành hư không, mà hắn thân thể, ở Diệp Thần cự lực tẩy rửa dưới. Cũng là xương cốt kinh mạch, bể nát không biết nhiều ít, cả người đều là vết máu. Lúc này, đã đổ xuống đất, hoàn toàn ngất đi, hơi thở suy yếu, thoi thóp. Đây là, bị Diệp Thần hoàn toàn nghiền ép à. Đây là, tất cả mọi người, cũng nhớ tới Diệp Thần trước, đối với Triệu Lương nói câu nói kia. Cơ hội, ta đã cho qua, nếu ngươi không hiểu được quý trọng, như vậy, liền không trách ta. Nguyên bản, bọn họ lấy là,
cái này là Diệp Thần ở gắn mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đó là, chân chính cảnh cáo à. Diệp Thần thực lực, lại khủng bố làm đến nước này. Mọi người chỉ cảm thấy, mình óc một hồi choáng váng, bọn họ đã không biết, Diệp Thần thân thể tố chất, kết quả đến tầng thứ gì. Diệp Thần thu tay về, trên người sát ý, vậy nhanh chóng thối lui. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem một bãi bùn nát vậy nằm dưới đất Triệu Lương, nếu không phải, Triệu Lương mới vừa xuất thủ, hoàn giữ lại một phần chỗ trống, không có lấy tánh mạng mình ý nghĩa, hiện tại, Triệu Lương đã là một người chết. Hắn tuân thủ học viện Pháp Kỷ, cũng là thành lập ở đây, đối phương có hay không xúc phạm đến mình ranh giới cuối cùng trên cơ sở. Người khác muốn giết hắn, bỏ mặc học viện Pháp Kỷ là cái gì, hắn, vậy nhất định sẽ giết người này. Cho nên, có thể nói, học viện này Pháp Kỷ, ngược lại, cứu Triệu Lương một mạng. Mà lúc này, tên kia thiên khu phục vụ viên, cũng hướng Diệp Thần lễ phép mỉm cười nói, công tử, món ăn đã chuẩn bị xong, mời công tử tiến vào phòng riêng liền bữa ăn đi. Diệp Thần mỉm cười gật đầu một cái, kinh doanh ngày này khu người, bối cảnh nhất định không đơn giản, phục vụ viên này, nghề dày công tu dưỡng cực cao, mới vừa rồi vậy một phen xôn xao. Lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng phục vụ thái độ. Có thể huấn luyện được như vậy phục vụ viên người, làm sao sẽ đơn giản. Diệp Thần nhìn một cái Tạ Bình Bình, hai tay chắp sau lưng trực tiếp rời đi. Tạ Bình Bình mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh hồn lại, vô cùng là hưng phấn nhìn Diệp Thần, tạm thời bây giờ, lại là không nói ra lời. Nàng vội vàng đi vào theo. Sau nửa giờ, hai người cơm nước xong, mới vừa đi ra phòng riêng, liền gặp một người đưa lưng về phía Bao Xương phương hướng, đứng ở thiên khu quầy bên ngoài, Diệp Thần ánh mắt chớp động một chút, nhận ra bóng lưng chủ nhân. Người này, chính là Trần Cửu. Trần Cửu cảm ứng được hai người đến, xoay người lại, có chút nghiêm nghị trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, hừ lạnh nói, thằng nhóc, mới vừa nhập học, liền gây chuyện cho ta. Diệp Thần mặt lộ một nụ cười khổ, nên tới, quả nhiên, vẫn phải tới. Hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Tạ Bình Bình nhưng có chút cấp bách nói, đạo sư. Ngươi hiểu lầm, chuyện này, không phải Diệp Thần sai, đều là bởi vì ta. Hắn đều là bởi vì phải giúp ta, mới sẽ trêu chọc Triệu Lương, hơn nữa, từ đầu chí cuối, đều là Triệu Lương bọn họ đối với Diệp Thần vô lễ, cũng là Triệu Lương tự tiện đối với Diệp Thần ra tay. Trần Cửu phất phất tay, ngắt lời nói, tốt lắm, bé gái, ngươi không cần nói nhiều, chuyện đi qua. Ta đều biết. Chuyện này, vậy trách chúng ta Pháp Kỷ bộ, không có để ý dạy học sinh giỏi, hừ, Triệu Lương thằng nhóc kia, lại sẽ đi dây dưa một cái học sinh mới, bất quá, vậy Triệu Lương, cũng coi là giải cái dạy dỗ, chuyện này, coi như hắn lỗi do tự mình gánh đi. Diệp Thần, người theo ta tới một chuyến. Tạ Bình Bình có chút lo âu nhìn Diệp Thần một mắt, Diệp Thần đánh chụp nàng bả vai, tỏ ý nàng không cần khẩn trương, liền đi theo Trần Cửu nhịp bước. Hướng phòng ăn chi đi ra ngoài. Hai người đi ra phòng ăn, Diệp Thần có chút hiếu kỳ đối với Trần Cửu hỏi, Trần đạo sư, chúng ta muốn đi đâu? Nghe Trần Cửu mới vừa rồi theo như lời, hẳn, là không truy cứu Triệu Lương một chuyện liền mới đúng, tại sao lại cầm hắn gọi ra đâu? Trần Cửu nói, thằng nhóc, người nhất kích trọng thương Triệu Lương, có thể coi như là tại học viện bên trong nổi danh, nếu như ta đoán không lầm, người đoạn này thời gian biến mất, lại có kỳ ngộ liền chứ? Trần Cửu đã từng, ở thần hỏa trên thang ra tay dò xét qua Diệp Thần, hắn biết, thời điểm đó Diệp Thần, mặc dù, chắc có thực lực chiến thắng Triệu Lương, nhưng là, tuyệt sẽ không giống hiện ở đây sao ung dung, nhất kích liền đem Triệu Lương nghiền ép. Thời điểm đó Diệp Thần, sợ rằng, được đi qua một phen đại chiến, mới có thể miễn cưỡng thắng chi. Nhưng mà, mới thời gian bao lâu không gặp, Diệp Thần thực lực, thì có lớn như vậy tăng lên. Trần Cửu. Mặc dù ngoài mặt không có gì biểu thị, nội tâm, có thể nói là vô cùng kinh hãi. Diệp Thần không có chối, gật đầu nói, ta tới xử lý sự kiện kia lúc đó, xảy ra một ít bất ngờ, sống chết bây giờ, thực lực, lại có tăng lên. Trần Cửu gật đầu một cái, trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, thằng nhóc, trên mình ngươi rốt cuộc là huyết mạch gì? Diệp Thần nghe vậy, dừng chân một cái, có chút bất ngờ nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu cười nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không ta tại sao hỏi như vậy? Ha ha, ngươi sẽ không thật lấy là ta chỉ bất quá tinh khiếu đỉnh cấp đi.
Phải biết, bên trong học viện đạo sư, thấp nhất cũng là nửa bước phong môn. Dứt lời, Trần Cửu trên người khí thế bỗng nhiên leo lên. Diệp Thần tròng mắt trợn to. Nguyên lai Trần Cửu vẫn ẩn núp liền hơi thở. Hắn là triệt triệt để phong môn cường giả. Trần Cửu thu hồi hơi thở, khẽ mỉm cười, thần hỏa học viện nước rất sâu, học sinh hoặc là đệ tử không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, ngươi chính là ví dụ tốt nhất. Dĩ nhiên, lão sư cũng giống như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, trong học viện vẫn là có một nhóm người cố ý che giấu hơi thở, loại người này không thể khinh thị. Ta không hy vọng ngươi gây phiền toái, chính là bởi vì nguyên nhân này. Đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có hay không đi Càn Khôn sát vực? Diệp Thần nghe được Càn Khôn sát vực, sắc mặt ngưng trọng. Thần hỏa học viện một mực cùng thần quốc có liên lạc, chẳng lẽ thần quốc cha tới đây? Nếu quả thật là như vậy, hắn có thể phải lập tức rời đi. Trần Cửu nhìn ra cái gì, ngưng trọng nói, linh võ đại lục Càn Khôn sát vực xảy ra đại sự, thần quốc có người tức giận. Có thế lực đang điều tra, trong đó điều tra hiểm nghi lớn nhất người là một người trẻ tuổi. Cũng may, đối phương không có nắm giữ bức họa. Những ngày qua ngươi một mực cho ta leo cây, ta liền liên tưởng nơi này, bây giờ nhìn lại, chuyện này thật và ngươi có liên quan. Bất quá ngươi vậy không cần khẩn trương, ngươi nếu là ta mang tới, ta sẽ không để cho thần quốc người mang ngươi đi. Hơn nữa, thần quốc người muốn tự mình tới dẫn người, vậy không đơn giản như vậy, nơi đó quy củ, mới là chân chính đáng sợ tồn tại. Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Hỏi, thần quốc chi người không cách nào tự mình hạ xuống. Trần Cửu hiển nhiên không muốn cùng Diệp Thần trò chuyện nhiều cái đề tài này, trực tiếp ngắt lời nói, thần quốc sự việc không muốn trò chuyện, nhớ lấy không muốn nói tới. Ở thần hỏa học viện có hai cái cấm kỵ. Một cái chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói thần quốc, còn như một cái khác chính là thần hỏa học viện liên quan tới một khối bia truyền thuyết. Diệp Thần nghe phía sau một câu nói, trong mắt sáng lên. Hắn dám khẳng định, Trần Cửu phía sau chỉ tất nhiên là luân hồi huyền bia ở giữa viêm bia. Trần Cửu nhìn ra Diệp Thần không đúng, không dự định tiếp tục trò chuyện tiếp, nói thẳng, không trò chuyện, ngươi sửa sang một chút, học viện chúng ta viện trưởng, muốn gặp ngươi một chút. Viện trưởng, lần này, Diệp Thần vậy có chút kinh ngạc. Thần hỏa học viện, như vậy thế lực, quản lý cái này nơi học viện viện trưởng, là địa vị gì, có thể tưởng tượng được, sợ rằng. Coi như là linh võ đại lục thế lực cao cấp tông chủ, đều phải đối với vị này viện trưởng, dùng lễ ba phần chứ. Mà người như vậy, lại muốn gặp mình. Bất quá, Diệp Thần cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh dị, liền đi theo Trần Cửu, hướng học viện chỗ sâu đi tới. Không lâu sau, hai người, liền đi tới một tòa tháp cao bên trong, đến tháp cao bên trong sau đó, Trần Cửu liền đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần. Viện trưởng hắn ở tháp cao chóp đỉnh chờ ngươi, tiếp theo, chính ngươi lên đi. Diệp Thần gật đầu nói, được, đa tạ đạo sư dẫn. Trần Cửu sau khi rời đi, Diệp Thần liền hướng trên tháp cao đi tới, tháp cao này mặc dù không lùn, nhưng là, lấy Diệp Thần tốc độ, cũng là khoảnh khắc bây giờ, liền tới tầng chót. Lúc này, tầng chót bên trong căn phòng cửa, là rộng mở. Mà ở tầng chót vậy hơi có vẻ phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Một người mặc thần học đại học viện bạch bào, trên đai lưng, treo hết mấy túi, có một đầu mái tóc dài màu trắng ông già, đang đánh cờ. Mà đối diện hắn hoàn ngồi một cái ông già. Ông già tay cầm cờ đen, dự định rơi xuống. Nhưng mà, làm Diệp Thần thấy cái đó ông già, tròng mắt trợn to. Cái này ông già không phải là xuất quỷ nhập thần Vĩnh Hằng Thánh Vương sao? Lão này lại có thể đang cùng thần hỏa học viện viện trưởng đánh cờ. Vĩnh Hằng Thánh Vương căn bản không có xem Diệp Thần một mắt, trực tiếp rơi xuống một con trai, cười hì hì nói, lão gia, ngươi lại thua rồi. Vậy thật thần khí có phải hay không? Thần hỏa học viện viện trưởng hừ lạnh một tiếng, ném ra một cái nhẫn chữ vật cho ngươi. Ta còn có việc, không đưa. Vĩnh Hằng Thánh Vương thu hồi nhẫn chữ vật, cười hắc hắc, duỗi người, uống một hớp rượu, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, lão gia. Người cái này thần hỏa học viện càng ngày càng không được, tạo hóa cảnh nhất tầng thiên tiểu tử cũng có thể nhập học. Diệp Thần nghe được Vĩnh Hằng Thánh Vương than khổ, thiếu chút nữa khạc ra một miệng lão máu. Tên này còn không quên chê bai mình mấy câu. Bất quá, từ Vĩnh Hằng Thánh Vương nói tiếng nói tới xem,
viện trưởng này cũng không biết hắn và Vĩnh Hằng Thánh Vương quan hệ. Ngươi nói nhảm nữa, tin không tin ta cầm ngươi rượu cũng trộm. Thần Hỏa Học Viện viện trưởng lạnh lùng nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, trực tiếp biến mất ở hai người trước mắt. Cả nhà chỉ còn lại viện trưởng và Diệp Thần hai người. Diệp Thần ánh mắt rơi vào viện trưởng trên mình, hắn con ngươi, chính là chợt co rúc lại. Hắn từ trên người lão giả này, lại, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Cái này quản lý Thần Hỏa Học Viện ông già tóc trắng, lại là một người thái hư cảnh đại năng. Đây là, vậy viện trưởng vậy xoay người lại, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần hướng về phía lão kia người thi lễ nói, học sinh Diệp Thần, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng nhìn Diệp Thần, trong mắt sạch bóng chớp mắt, đột nhiên hết sức phấn khởi vui vẻ cười to đứng lên nói. Xích Trần Thần Mạch, thật sự là Xích Trần Thần Mạch. Đã bao nhiêu năm, chúng ta Thần Hỏa Học Viện, cũng không có ra khỏi có hiếm thấy Thần Mạch học sinh, Diệp Thần, người đến, đối với chúng ta Thần Hỏa Học Viện mà nói, có thể nói là ý nghĩa phi phàm à. Diệp Thần mặt liền biến sắc. Xích Trần Thần Mạch không phải ẩn núp sao, vì sao còn bị viện trưởng phát hiện? Vậy có phải hay không ý nghĩa Trần Bia bí mật bại lộ? Diệp Thần làm bộ như không biết dáng vẻ nói, viện trưởng cái gì gọi là Xích Trần Thần Mạch? Viện trưởng sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, nói ta kêu Cát Thanh, người cũng biết, ta là Thần Hỏa Học Viện viện trưởng. Về phần tại sao ta có thể nhìn ra ngươi huyết mạch trong cơ thể, tự nhiên có duyên phận do. Ngươi nếu không biết Xích Trần Thần Mạch, vậy ta liền nói cho ngươi, Xích Trần Thần Mạch sớm nhất đến từ thần quốc một vị cường giả. Nhưng là vị cường giả kia không có hậu nhân, Xích Trần Thần Mạch liền hoàn toàn biến mất. Ở ngươi tiến vào học viện một khắc đó trở đi, ta Thần Hỏa Học Viện linh mạch trận đá liền dị động. Chỉ tiếc, trên mình ngươi Xích Trần Thần Mạch tương đối mà nói tương đối yếu. Đây là tiếc nuối lớn nhất. Diệp Thần thở dài một hơi. Luân hồi huyền bia không có bại lộ là được. Diệp Thần, Thần Hỏa Học Viện thiết lập, lúc ban đầu trung chính là thần quốc lựa chọn sử dụng linh võ đại lục thiên tài đơn vị. Nhà nghèo khó khăn ra quý tử, Thần Hỏa Học Viện cũng không hy vọng như vậy. Ta biết ngươi là tới từ thấp võ vị diệt, nhưng là trên mình ngươi tiềm lực, bất kỳ một người nào linh võ đại lục thiên tài cũng không so được. Đúng rồi, có chuyện ngươi có thể không biết, toàn bộ linh võ đại lục, thần quốc thiết lập khắp nơi học viện. Mà chúng ta Thần Hỏa Học Viện, mấy năm này nhưng thật ra là bốn nơi trong học viện hạng tồn tại lót đáy. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, hắn nhưng mà gặp qua Thăng Long thi đấu người dự thi thực lực, hắn cho rằng, phần lớn người dự thi, nếu như thả vào linh võ đại lục lên, đều là đủ để gọi là yêu nghiệt, mà hàng năm, cũng tập trung những thiên tài kia bên trong, xuất sắc nhất 49 người Thần Hỏa Học Viện, lại là bốn sở học viện bên trong, yếu nhất tồn tại. Vậy những thứ khác mấy nơi học viện thiên tài, nên mạnh bao nhiêu? Bất quá, Cát Thanh cười khổ, rất nhanh biến mất, hắn hưng phấn đánh chụp Diệp Thần bả vai nói. Bất quá, hiện tại có ngươi, chúng ta Thần Hỏa Học Viện rốt cuộc có thể hãnh diện. Những học viện kia lão gia, không phải tổng ở ta trước mặt khoe khoang, mình học viện bên trong, có một cái có thần quốc huyết mạch thiên tài sao? Hừ, hiện tại, ta Thần Hỏa Học Viện, giống vậy cũng có. Diệp Thần không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, nguyên lai, Cát Thanh nói có quan hệ, chính là mình tồn tại, có thể để cho hắn ở những thứ khác trước mặt viện trưởng khoe khoang, cái này tu vi thái hư tuyệt đại cường giả, tâm tính, nhưng giống như đứa nhỏ vậy. Thật đúng là cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương có liều mạng. Diệp Thần ánh mắt hướng chung quanh nhìn, cũng không có ở nơi này phát hiện luân hồi huyền bia viêm bia. Hắn rất muốn trực tiếp hỏi viện trưởng, nhưng là hai người cũng không nhận ra. Một khi hỏi viêm bia, chỉ sợ sẽ là lập tức đuổi ra khỏi học viện. Cát Thanh đột nhiên thu liếm nụ cười, hơi có vẻ nghiêm túc đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần, nghe nói, người ở phòng ăn, nhất khích liền bị thương nặng 52 triệu lương. Diệp Thần chân mày khều một cái này lão viện trưởng, hiện tại nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ, là muốn trách phạt sao? Bất quá, hắn vẫn là đàng hoàng đáp, không sai, ta tổn thương. Triệu lương lỗi do tự mình gánh, Diệp Thần tự nhận là chuyện này, mình không có gì đối lý địa phương. Cát Thanh gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, nhất kích trọng thương tinh khiếu triệu lương, chắc hẳn, người thực lực, chí ít có thể sánh bằng tinh khiếu đỉnh cấp tồn tại chứ. Không tệ,
thật là yêu nghiệt cực kỳ à. Diệp Thần có chút không rõ cho nên nhìn Cát Thanh, không biết, hắn muốn làm gì. Vậy Cát Thanh, đột nhiên cười hì hì nhìn Diệp Thần, nói, được. Như vậy thực lực, kém không nhiều đủ rồi, Diệp Thần, ngươi có biết, chúng ta Linh Võ Đại Lục bên trên, có một nơi kêu ma vực. Diệp Thần ngẩn ra, ác ma mắt ma đế đã từng thống trị ma vực. Hơn nữa ở ma đế ngủ say trước, nhiều lần để cho hắn có cơ hội đi ma vực. Trọng yếu hơn chính là, thần hỏa học viện bên trong có một người nắm giữ ma đế một kiểu đồ. Chẳng lẽ người này chính là viện trưởng? Diệp Thần nhìn Cát Thanh nụ cười, tổng cảm thấy nụ cười bên trong, tiết lộ ra một tia không có hảo ý mùi vị, bất quá, Cát Thanh mà nói, vẫn là đưa tới hắn hứng thú. Hắn nói, viện trưởng, nghe ma vực nhưng mà ma tộc chi địa, vòng ngoài hoàn có rất nhiều ma thú. Linh Võ Đại Lục Đông Tây Nam Bắc bốn vực đứng đầu thế lực hàng năm ở ma vực vùng lân cận chinh phạt. Cát Thanh gật đầu một cái, lời tuy như vậy, nhưng là có chuyện ngươi có thể không biết. Ma vực bên trong, còn có một cái nội tình không kém gì thần quốc tồn tại. Diệp Thần ngẩn ra, không kém cùng thần quốc. Cát Thanh nói, năm đó ma vực vị kia đế vương chết, ma vực sụp đổ, mấy trăm cái thế lực quật khởi san sát. Nhưng là trong đó, chân chính cường đại chỉ có hai cái. Một cái là quân ma trần nắm trong tay ma tộc. Còn như một cái khác, chính là ta muốn cùng ngươi nói, Cửu U Quốc. Cửu U Quốc là ma đế khi còn sống nắm trong tay Cửu U kiếp trước, so ma tộc hơn nữa thần bí. Ở trên cao cổ, nội tình không kém chút nào thần quốc. Chỉ tiếc, ma đế vừa chết, Cửu U không muốn bị người khác thao túng, thiết lập khép kín trận pháp. Tự phong Cửu U Quốc. Vạn năm thời gian, Cửu U Quốc đã âm thầm thành tăng đến cực kỳ kinh khủng tồn tại. Lời đồn đãi, nắm trong tay Cửu U, thì chẳng khác nào có đối kháng thần quốc vốn. Nghe được câu này, Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía Cát Thanh, viện trưởng, thần hỏa học viện không phải thần quốc đơn vị sao? Ngươi lời này tựa hồ không ổn đâu. Cát Thanh hiểu ý cười một tiếng, cũng không ổn, thần quốc sớm thì không phải là cái đó thần quốc. Dự tính ban đầu bởi vì thần quốc đứng, nhưng là hiện tại, phần lớn người cũng muốn và thần quốc vạch rõ giới hạn. Từ thần quốc Diệp ra, Cát Thanh thanh âm hơi ngừng. Có một số việc ngươi vẫn là ít biết thì tốt. Nói tiếp hồi Cửu U Quốc võ giả thực lực, vậy vượt xa giống vậy Linh Võ Đại Lục võ giả, bọn họ, là dựa theo thời kỳ thượng cổ tiêu chuẩn tu hành. Mà không lâu sau, chính là Cửu U Quốc công chúa 18 tuổi sinh nhật. Dựa theo thông lệ, Cửu U Quốc hoàng tộc sinh nhật ngày, Linh Võ Đại Lục thực lực cao cấp, thần quốc, cùng với bốn đại học viện viện trưởng, vậy sẽ dẫn học viện bên trong đệ tử tinh anh, đi trước là đối phương chúc thọ. Công chúa. Diệp Thần trong lòng vô số nghi ngờ, hiếu kỳ nói, cái này công chúa nhưng mà trong miệng ngươi ma đế nữ nhi. Cát Thanh thở dài một tiếng, nếu như ma đế nữ nhi cầm quyền, sợ rằng ma vực cũng sẽ không sụp đổ, Cửu U cũng không khả năng độc lập. Đáng tiếc, ma đế nữ nhi mất tích. Không có ai biết ở đâu. Diệp Thần lại nói, viện trưởng, ngươi và ta nói ma vực Cửu U Quốc, rốt cuộc là tại sao? Cát Thanh đột nhiên giơ tay lên một cái, một quả minh in hỏa ấn văn lộ lệnh bài, rơi vào Diệp Thần trong tay, đoạn này thời gian, ngươi tận lực tăng lên thực lực, cần gì, đều có thể dùng cái này cái lệnh bài tiến hành nhận, đến lúc đó, liền theo ta cùng chung đi Cửu U Quốc đi. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một cái, Cát Thanh đang để cho hắn cùng theo cùng nhau đi Cửu U Quốc trước cố ý hỏi thăm mình thực lực, xem ra, cái này Cửu U Quốc chuyến đi, cũng không đơn giản chúc thọ. Bất quá, Diệp Thần vậy không quá mức để ý, tới một cái, hắn đối với cái này Cửu U Quốc, đúng là ý. Ma đế chi địa, hắn phải đi một chuyến. Băng kiếm Thánh Vương đã được hắn cứu, coi như là nhiều một đạo bùa hộ mạng. Nếu như ma đế khôi phục thân phận thật sự, vậy có phải hay không ý nghĩa hắn có thể ở Linh Võ Đại Lục sông pha? Thậm chí ma đế là nhất có tư cách đối kháng thần quốc tồn tại. Ma vực, bỏ mặc sớm muộn hắn đều phải đi. Thứ hai, thần hỏa học viện bên trong, đổi lấy tất cả loại tài nguyên, cần bọn học sinh hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, Cát Thanh cho hắn cái này cái lệnh bài, ngược lại là có thể để cho hắn tiết kiệm hạ không thiếu công phu. Diệp Thần đưa lệnh bài thu hồi, đối với Cát Thanh gật đầu nói, được, học sinh rõ ràng. Cát Thanh gặp Diệp Thần đáp ứng, trên mặt nụ cười, càng nồng đậm một phần, phất phất tay nói, tốt lắm,
không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, đến lúc đó, đi Cửu U quốc trước, ta thông báo tiếp ngươi. Diệp Thần thi lễ cáo từ, liền rời đi tháp cao tầng chót. Mà đang ở Diệp Thần rời đi đồng thời, một đạo u ảnh ở Cát Thanh bên người hiện lên, u ảnh bên trong, mơ hồ là một bóng người. Bóng người kia đối với Cát Thanh nói, viện trưởng, thường ngày, không phải hẳn mang hai người năm ba học sinh, một người năm hai học sinh, đi Cửu U quốc sao? Hiện tại, đem ngươi một chỗ, cho cái này kêu Diệp Thần học sinh mới, là muốn lấy tiêu năm hai học sinh số người sao? Cát Thanh cười một tiếng nói, không sai, học viện đang tiến hành năm hai sinh chung, ngược lại là không có quá cầm được người xuất thủ mới, tự nhiên, vẫn là mang Diệp Thần đi càng thích hợp. Hơn nữa, người này khí tức trên người, ta luôn cảm giác rất quen thuộc, lại rất uy hiếp. Thậm chí, có thể uy hiếp ta. U ảnh trong mắt trợn to. Thái hư cảnh Cát Thanh lại đang một cái tạo hóa cảnh tiểu tử trên mình cảm giác được uy hiếp. Lời này nếu như nói ra, toàn bộ linh võ đại lục, thậm chí còn thần quốc đều phải chấn động à. Chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch? Vậy u ảnh nhìn Cát Thanh hình dáng, nói, viện trưởng, ngươi sẽ không chỉ là muốn ở những thứ khác trước mặt viện trưởng, khoe khoang Diệp Thần có mỏng manh xích trần thần mạch một chuyện, mới chịu mang Diệp Thần đi Cửu U quốc chứ? Cát Thanh nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, làm sao vậy chứ? Mặc dù những học viện kia lão gia nhiều lần cũng cầm bọn họ trong học viện thiên tài tới chen nhau đổi tiền mặt ta, nhưng ta như thế khoan hồng độ lượng người, tại sao có thể có trả thù ý tưởng đâu? Vậy u ảnh lắc đầu nói, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ, năm hai sinh, có ý kiến gì không? Cát Thanh thờ ơ nhún vai một cái nói, học sinh chuyện, sẽ để cho học sinh đi giải quyết đi. Mà lúc này, Diệp Thần rời đi tháp cao sau đó, cũng không có lập tức trở lại nhà trọ, mà là hướng thần hỏa học viện Vạn Bảo Các đi tới. Đầu tiên, hắn phải căn cứ Phong Thanh Dương chỉ dẫn, thu thập có thể phối hợp tăng lên đi qua phần huyết quyết, để cho huyền diễm tiến hóa đến tương ứng tầng thứ ngọn lửa vật liệu. Viêm bia cố nhiên không có tung tích, nhưng là hắn khẳng định liền tại học viện bên trong. Phải là luyện hóa và chinh phục viêm bia làm chuẩn bị. Đi tới Vạn Bảo Các, xem một phen Vạn Bảo Các bên trong, ngọn lửa loại tài liệu danh sách sau đó, Diệp Thần không khỏi thầm kinh hãi. Cái này thần hỏa học viện, so Huyền Nguyệt Tông và Vạn Kiếm Đế Cung nội tình siêu tầm, thật là, cao hai cái cấp bậc. Cho dù là những cái kia thế lực cao cấp, vậy kém hơn đi. Bất quá, những cái kia tương đối quý trọng vật liệu, đổi cần điểm cống hiến, cũng là làm người ta xấu hổ. Thần hỏa học viện, tuy nói là một cái nơi tràn đầy cơ hội, nhưng là, nếu là không có thực lực, hết thảy, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, nhìn thấy, không sờ được. Bất quá, Diệp Thần có Cát Thanh cho lệnh bài của hắn, ngược lại là bớt chuyện rất nhiều. Dựa theo Phong Thanh Dương chỉ dẫn, Diệp Thần lựa chọn Cửu Nguyên Địa Long Hỏa, Phần Thạch Chân Hỏa, Hắc Sư Linh Viêm đợi một chút mạnh mẽ ngọn lửa. Đột nhiên, Phong Thanh Dương ở Diệp Thần trong đầu nói, thằng nhóc, những ngọn lửa này, đã kém không nhiều đủ rồi, tiếp theo, ngươi cần một loại thủy thuộc tính vật liệu, gọi là tuyệt hàn chân dịch. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, không khỏi hỏi, Phong tiền bối, chúng ta muốn vào hóa huyền diễm, còn cần thủy thuộc tính vật liệu. Phong Thanh Dương cười một tiếng nói, rất nhiều người, cũng lấy là, cường hóa ngọn lửa, chỉ cần thuộc tính lửa vật liệu, nhưng là, nhưng không rõ ràng trong này sinh khắc nguyên lý, tin tưởng ta, ngươi lần này, muốn để cho huyền diễm theo kịp đột phá đi qua phần huyết quyết, nhất định cần cái này tuyệt hàn chân dịch trợ giúp. Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, cầm trong tay chơi lệnh bài, hướng thủy thuộc tính khu vực đi tới. Mà lúc này, Diệp Thần sau lưng, đột nhiên lóe lên ba đạo thân ảnh. Một người người mặc thanh bào, đầu đội cao quan, một bộ nho nhã điệu bộ, mặt mũi ngược lại cũng coi là anh tuấn, chính là một đôi mắt tam giác, mơ hồ thoáng qua một tia âm hàn vẻ, để cho người khá là không thoải mái. Hai người khác, một người cả người da thú, râu quai nón, cổ đồng màu da, cường tráng vô cùng, xúc trước râu quai nón, nhìn qua vô cùng là tục tằng. Một người khác nhưng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người áo bào đen, nhìn như mệnh không lâu vậy bệnh yếu hình dáng. Cái này ba người sau khi xuất hiện, nho nhã võ giả nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, ánh mắt chớp mắt nói, đồ huynh, hoắc huynh, mới vừa rồi cái đó tạo hóa cảnh học sinh mới,
thật giống như, nhận lấy rất nhiều đẳng cấp cao thuộc tính lửa vật liệu à. Cái đó ôm yếu võ giả ho khan hai tiếng, gật đầu nói, không sai, nếu như ta không nhìn lầm, là cửu nguyên địa long hỏa, phần thạch chân hỏa, hắc sư linh viêm. Cái này ôm yếu võ giả, lại tựa hồ đối với những thứ này linh hỏa liền như lòng bàn tay, lại đem những thứ này linh hỏa tên chữ, một một nói ra. Vậy to lớn võ giả trừng mắt một cái nói, cửu nguyên địa long hỏa. Đây chẳng phải là chúng ta cần vật sao? Chúng ta ba người đếm số, góp chung một chỗ, đều không đáng để đổi lấy một phần à, thằng nhóc này, làm sao có thể đổi đạt được tay? Ung yếu võ giả quét vậy to lớn nam tử một mắt sau đó, nhàn nhạt nói, cái này, thì không phải là ta có thể biết, nhưng là, Hoắc Mỗ có tự tin, đối với lửa, ta, sẽ không nhìn lầm. Nho nhã nam tử cười nói, ta đối với Hoắc huynh nhãn lực, có lòng tin. Vừa nói, hắn nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng, ánh mắt chớp mắt nói, xem ra, chúng ta phải cùng cái này tạo hóa cảnh sư đệ, thương lượng một chút, để cho hắn giúp chúng ta một tay, cầm phần kia cửu nguyên địa long hỏa, trước cho mượn chúng ta dùng một chút. Nếu không, không có địa long hỏa này, sự kiện kia đối với chúng ta mà nói, ngược lại là có phiền toái không nhỏ. To lớn nam tử nghe vậy, mắt bò bên trong thoáng qua một tia bạo ngược ý, một tay nắm quyền. Xương cốt phát ra một hồi đùng đùng nổ vang, vui vẻ cười to nói, ta nghĩ, vị này tiểu sư đệ hẳn không hề phản đối giúp một tay chúng ta những sư huynh thân thiết này chứ. Ha ha ha, bệnh yếu nam tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, vậy không việc gì ý phản đối. Nho nhã võ giả, thấy mọi người cũng không việc gì ý kiến, mỉm cười hơi gật đầu một cái, mắt tam giác bên trong, không khỏi thoáng qua một tia sắc bén. Ba người liền hướng Diệp Thần chỗ ở khu vực đi tới. Mà lúc này, Diệp Thần đổi xong tuyệt hàn chân dịch, mới vừa đi ra liền vạn bảo các, đột nhiên, hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía từ vạn bảo các bên trong đi ra ba người. Hắn cảm giác rất rõ ràng, cái này ba người, từ mình ở các bên trong lúc đó, liền âm thầm đi theo mình. Diệp Thần hướng về phía ba người nói, ba vị, đi theo ta, có chuyện gì không? Vậy ba người bị Diệp Thần phát hiện hành tích, trên mặt không khỏi được thoáng qua một chút ngạc nhiên, bất quá, bọn họ lại cũng không có quá để ý, phát hiện thì đã có sao. Bằng Diệp Thần thực lực, bọn họ cần phải lo lắng bị phát hiện sao. Dù sao, hiện tại đã ra vạn bảo các, bọn họ vốn là cũng phải tiến lên gọi lại Diệp Thần. Ở nho nhã chàng trai dưới sự hướng dẫn, ba người đi tới liền Diệp Thần trước người, nho nhã nam tử đối với Diệp Thần cười nói. Người tốt, vị này sư đệ, ta là năm hai Trần Khoa, vị này ăn mặc gia thú là Đồ Nguyên, vị này hắc bào là Hoắc Cửu, chúng ta ba người, có một chuyện, muốn cùng sư đệ thương lượng. Diệp Thần ánh mắt từ bọn họ ba người trên mình quét qua, cái này ba người, lấy Trần Khoa tu vi cao nhất, đạt tới tinh khiếu tầng 9 thiên đỉnh cấp, so với trước đó đã gặp Triệu Lương, hơi thở hoàn kinh khủng mấy phần, hơn nữa, Hoắc Cửu và Đồ Nguyên, cũng có tinh khiếu tầng 7 thiên tu vi. Cái đó Hoắc Cửu, mơ hồ trả lại cho Diệp Thần một loại cảm giác kỳ quái, hắn nhìn như bệnh yếu, trong cơ thể, nhưng tựa như thiêu đốt vô cùng là thịnh vượng hỏa khí. Cái này ba người, đều không yếu. Nhưng là, Diệp Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ một mắt, liền xoay người nói. Ta còn có việc, không giúp được các vị. Hắn đối với cái này ba người cái gọi là hỗ trợ, một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa, hắn cơ hồ có thể khẳng định. Cái này ba người, không có đánh cái gì tốt chủ ý, cần người khác hỗ trợ, sẽ như vậy lén lén lút lút đi theo đối phương. Hơn nữa, đối phương rõ ràng, ra vạn bảo các sau đó, liền hoàn toàn không lo lắng phải chăng bại lộ hành tích vấn đề, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, cái này mấy người, sở dĩ ở vạn bảo các bên trong, không có lập tức tiến lên gọi lại Diệp Thần, là bởi vì là, lo lắng ở vạn bảo các bên trong. Vạn nhất phát sinh chuyện gì mâu thuẫn, bọn họ, không tốt đối với Diệp Thần xuất thủ. Làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ trêu chọc đến phụ trách quản lý vạn bảo các đạo sư, ra vạn bảo các cũng không giống nhau. Cho dù, thật đối với Diệp Thần động thủ, sẽ gặp phải pháp kỳ bộ trách phạt, cũng sẽ không giống ở vạn bảo các bên trong như nhau, tại chỗ liền bị ngăn cản thậm chí xử phạt. Người như vậy, Diệp Thần, tự nhiên không trợ giúp bọn họ hứng thú. Mắt thấy Diệp Thần xoay người rời đi, Trần Khoa ba người, đều là không khỏi được sững sốt một chút.
thằng nhóc này, đang làm gì? Đối mặt ba tên tinh khiếu cảnh học trưởng thỉnh cầu, lại chỉ như vậy, chút nào mặt mũi cũng không cho trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, còn nghĩ ba người coi như vô vật vậy, xoay người rời đi. Ai cho hắn dũng khí? Ba người nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, sắc mặt, cũng không khỏi có chút khó coi. Diệp Thần hành vi, không nghi ngờ chút nào, đối với mấy người bọn họ, là chút nào tôn kính ý nghĩa cũng không có, mấy người lúc nào, bị cảnh giới thấp hơn mình võ giả, đối đãi như vậy qua. Bọn họ nhưng mà thần hỏa học viện học sinh à. Bọn họ nhưng mà đặt ở toàn bộ linh võ đại lục bên trên, đều là vô cùng là chói mắt thiên tài tồn tại à. Lại liền bị một cái tạo hóa cảnh người, như vậy coi rẻ. Cái này làm cho mấy người bọn họ, như thế nào có thể đủ tiếp chịu được. Mà ba người bên trong, Đồ Nguyên tính cách, lại là bốc lửa cực kỳ. Đồ Nguyên mới vừa gia nhập thần hỏa học viện lúc đó, liền bởi vì khóe miệng cùng người phát sinh tranh đấu, một lời không hợp dưới, liền đem đối phương đánh trọng thương, nếu không phải kịp thời bị người ngăn lại, có thể, đều phải trực tiếp đem đối phương đánh chết. Mặc dù sau chuyện này, Đồ Nguyên bị pháp kỷ bộ nghiêm nghị xử phạt, hiện tại đã thu liễm rất nhiều, nhưng là, làm hắn bị Diệp Thần như vậy khiêu khích trắng trợn lúc đó, lại kêu hắn như thế nào có thể đủ phải nhịn xuống. Lúc này, Đồ Nguyên quát to một tiếng nói, ai bảo ngươi đi. Đứng lại cho lão tử. Dứt lời, thân hình hắn động một cái, thì đã đi tới Diệp Thần sau lưng, bàn tay hướng Diệp Thần trực tiếp bắt đi. Đồ Nguyên trong lòng cười nhạt. Một cái tạo hóa cảnh phế vật, ở chúng ta trước mặt, lại như thế phách lối. Hắn đi qua trước khi dạy bảo, nên cũng không dám thật trọng thương Diệp Thần, bất quá, một chảo này, nếu như Diệp Thần bị hắn chộp chúng, thiếu không phù hợp muốn nếm chút khổ sở. Đồ Nguyên cùng Triệu Lương như nhau, đồng dạng là lấy lực lượng nổi danh người luyện thể. Nhưng là, cùng Triệu Lương bất đồng chính là, Đồ Nguyên ở luyện thể trên thiên phú, hoàn phải xa xa cao hơn Triệu Lương. Hắn đến từ linh võ đại lục trên thưa thất bộ tộc, tên là Thiên Đồ tộc, bộ tộc này sinh tồn ở hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, tràn đầy yêu thú ma thú trên cánh đồng hoang vu, ở nơi đó, thậm chí không có thông thường động vật có thể còn sống sót. Tộc nhân như muốn sinh tồn, chỉ có thể không ngừng săn yêu thú, ma thú. Mà Thiên Đồ tộc mặc dù có thể ở như vậy trong hoàn cảnh còn sống sót, chính là bởi vì, thể chất của bọn họ cũng cực kỳ cường hãn. Thậm chí có thể sánh bằng yêu thú ma thú. Mà Đồ Nguyên, lại là Thiên Đồ tộc bên trong, vạn năm khó khăn được một gặp thiên tài, hắn thiên phú, chỉ có thể dùng sợ hãi để hình dung, ở Đồ Nguyên 7 tuổi thời điểm, tự xanh xanh đem một đầu thần vương cảnh yêu thú, xé thành hai nửa. Chỉ tiếc, Đồ Nguyên thân thể thiên phú mặc dù mạnh được khủng bố, nhưng là, hắn đang tu luyện năng lực bên trên, chỉ có thể coi như là giống vậy thiên tài, nếu không, hắn thành tựu, không thể giới hạn. Nhưng, dù vậy, Đồ Nguyên cái này cả người cự lực, vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa, thậm chí, liền lấy người luyện thể nổi tiếng Triệu Lương, đối mặt Đồ Nguyên, vậy tuyệt đối không dám theo hắn so đấu lực lượng. Có thể tưởng tượng được, Đồ Nguyên động hỏa khí dưới, cho dù là tiện tay một móng, vậy hàm chứa biết bao to lớn lực lượng. Trần Khoa mặt lộ vẻ nụ cười, đã trở thấy cái này cuồng ngạo không thể một đời tiểu tử, ở Đồ Nguyên một chảo dưới, run rẩy. Sợ hãi bộ dáng, khi đó, hắn nhất định sẽ thật tốt giễu cợt đối phương một phen. Dẫu sao, hắn Trần Khoa, cũng không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người. Mà Hoắc Cửu, chính là lạnh lùng nhìn Diệp Thần, hắn mặc dù không thích Đồ Nguyên tính cách, nhưng là, tên này lực lượng, Hoắc Cửu vẫn là khá là bội phục, ngay cả cái đó học sinh mới. Không có thực lực, vẫn còn là như thế trong mắt không người nói, và tự tìm cái chết, có cái gì khác biệt. Đối với loại người như vậy, Hoắc Cửu, có thể nói một chút hứng thú cũng không có. Ngay tại Đồ Nguyên, mắt xem một tay đã muốn cầm lên Diệp Thần đầu vai lúc đó, ba người đột nhiên bây giờ, chỉ cảm thấy được trước mắt một đạo kim quang thoáng qua. Mà nguyên bản, đã phải bị bắt tại trận Diệp Thần, lại lấy tốc độ bất khả tư nghị, quay người lại, sắc mặt sửng dưng nhìn lướt qua đối với mình chộp tới Đồ Nguyên bàn tay, nhanh như tia chớp nâng lên tay, hướng về phía Đồ Nguyên tay. Nhẹ nhàng vỗ tới. Mọi người đang Diệp Thần thi triển quỷ dị kia thân pháp xoay người lại thời điểm, đều là trong lòng không khỏi được cả kinh, tốc độ kia, quá nhanh. Liền liền Đồ Nguyên vậy có chút bận tâm, lấy đối phương tốc độ, nói không chừng,
mình một chảo này, sẽ bị đối phương tránh. Nhưng mà, một khắc sau, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Tiếp theo, trong mắt của bọn họ, cũng toát ra nồng nặc ý giễu cợt. Tên này, thật là một tên ngu xuẩn à. Hắn tốc độ, đúng là sắp đến sợ hãi, sắp đến để cho người khiếp sợ. Trần Khoa mấy người, cũng cảm thấy có chút xem nhìn sót Diệp Thần, nhanh như vậy tốc độ, cho dù ở tinh khiếu cảnh, cũng là khá là hiếm thấy. Nhưng là, Diệp Thần kế tiếp biểu hiện, cơ hồ muốn cho bọn họ bật cười. Cái này đối mặt đồ nguyên cái này loại cả người trải rộng tràn đầy lực lượng bắp thịt, rõ ràng lấy lực lượng nổi danh võ giả, lại, không phát huy mình tốc độ ưu thế, thà chu toàn du đấu, hoặc là tạm thời né tránh rút lui, mà là trực tiếp, dùng tay mình, đi ngăn cản đồ nguyên tay. Trần Khoa một đôi mắt tam giác, lóe lên cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc, hắn đều có điểm không kịp đợi, thấy Diệp Thần tay, bị đồ nguyên vỗ gảy một màn, không biết cái này kiêu ngạo học sinh mới, ở tay gãy đau nhức bên trong, còn muốn bị mình giễu cợt. Đạo tâm, biết hay không cũng bể tan tành đâu. Nghĩ tới đây, Trần Khoa bất kinh có chút hưng phấn, đả kích người khác, để cho đối phương đạo tâm bể tan tành, nhìn đối phương rơi vào tuyệt vọng bên trong. Chưa gượng dậy nổi hình dáng, nhưng mà, hắn thích làm nhất chuyện à. Mà Hoắc Cửu, chính là khinh miệt nhìn Diệp Thần, lắc đầu một cái, đừng mở tầm mắt, hắn ghét nhất, chính là như vậy, dựa vào sau lưng quyền thế lên trước công tử ca, đang chiến đấu, liền tự thân ưu thế, cũng không biết phải đi phát huy phế vật, hắn, thật là xem cũng lười được liếc mắt nhìn, vừa thấy liền cảm thấy chán ghét. Đồ Nguyên lại là mặt đầy vẻ dữ tợn, thằng nhóc này, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng, hy vọng, nát bấy xương tay, có thể để cho hắn hút lấy một chút dậy bảo đi. Một khắc sau, đồ nguyên tay, liền đụng vào Diệp Thần trên tay, lách cách, một tiếng vang nhỏ. Cái này một tiếng vang nhỏ, lại để cho mấy người, đều ngây dại, không khí bên trong, tràn ngập tĩnh mịch, mà thời gian, đều tựa như dừng lại. Chỉ có Diệp Thần, vẫn như cũ duy trì thần sắc lạnh nhạt. Trần Khoa và Hoắc Cửu cũng không thể tin nhìn đồ nguyên tay, mà rung động nhất, nhưng là đồ nguyên mình. Tay hắn, lại bị Diệp Thần như thế nhẹ nhàng một chụp liền đẩy ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đồ nguyên khốn hoặc nhìn mình tay, có chút không rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Tay mình, làm sao bị Diệp Thần đẩy ra? Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay mình, đơn giản là không nghĩ ra. Mới vừa rồi hắn một chảo này, mặc dù không có dùng tới toàn lực, nhưng là, ẩn chứa trong đó lực lượng, há là một cái vận may võ giả có thể tùy ý đẩy ra. Hơn nữa, hắn cũng không có từ Diệp Thần trên tay, cảm nhận được quá mạnh mẽ lực lượng à. Đồ Nguyên không khỏi trợn mắt nhìn mắt bò nhìn về phía Diệp Thần, nghi ngờ nói, thằng nhóc, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Diệp Thần nhàn nhạt quét hắn một mắt, Đồ Nguyên lực lượng tuy mạnh, nhưng là, lực khống chế nhưng chưa đủ. Nếu như gặp phải xem mình như vậy, ở lực đạo vận bên trên, hiểu vượt xa đối phương, hơn nữa hoàn nắm giữ bất hủ thần thể và ma khu võ giả trước mặt, chỉ sẽ bị ung dung áp chế. Huống chi, Diệp Thần lực lượng, còn xa xa thắng được đối phương dưới tình huống. Bất quá, mới vừa rồi Diệp Thần ra tay, nhưng chưa có hoàn toàn vận dụng mình lực lượng, chỉ là vận dụng một phần nhỏ lực lượng, hơn nữa mình đối với lực lực khống chế, liền ung dung đẩy ra đầu nguyên tay. Hắn sở dĩ, chưa dùng tới mình lực lượng chân chính, là bởi vì là, không muốn để cho đồ nguyên bị thương. Nói chính xác, thì không muốn không tuân theo học viện pháp kỷ. Dẫu sao, hắn mới vừa bị thương nặng Triệu Lương, nếu như nhanh như vậy, lại xúc phạm pháp kỷ mà nói, cho dù Trần Cửu không truy cứu, chính hắn, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn đồ nguyên, nhàn nhạt nói cái này, không coi vào đâu, bất quá. Mấy vị như thế đối với ta ra tay, có phải hay không, có chút quá. Ta hẳn, không có trợ giúp các ngươi nghĩa vụ chứ. Mà các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ, sẽ không sợ xúc phạm trong trường pháp kỷ, mà bị xử phạt sao? Mấy người nghe vậy sững sốt một chút, sau đó đều là thần sắc buông lỏng một chút, nhìn Diệp Thần, mặt lộ giễu cợt nụ cười. Bọn họ mới vừa, còn lấy làm cho này Diệp Thần, có thể có ít thứ. Dẫu sao, đồ nguyên tay, không phải là người nào đều có thể đẩy ra. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã không nghĩ như vậy. Bởi vì, Diệp Thần, ở bọn họ trước mặt, nhận sợ. Diệp Thần hiện tại,
còn chưa có bắt đầu chiến đấu, cũng đã mang ra pháp kỷ bộ, không phải nhận thua, là cái gì? Có cái nào cường giả, sẽ đang chiến đấu trước, lấy trước pháp kỷ bộ và đạo sư tới đè người? Cái này rõ ràng, là người yếu hành vi. Đồ Nguyên mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn vốn đang hoài nghi Diệp Thần là làm sao đẩy ra tay hắn, hiện tại, chỉ làm là mình trạng thái không tốt, bị Diệp Thần, mèo mù bính thượng tử háo tử liền mà thôi. Mà Trần Khoa, lại là ở phía sau, đổ dầu vô lửa. Vị này sư đệ, nói có lý à, Đồ Huynh, nếu không, vẫn là được rồi. Dẫu sao, người đã từng ăn rồi pháp kỷ bộ thua thiệt, so chúng ta, hẳn càng rõ ràng pháp kỷ bộ khủng bố mới đúng, vẫn là, không muốn xuất thủ nữa. Trần Khoa mắt tam giác bên trong, lóe lên rảo hoạt ánh sáng, hắn rõ ràng, Đồ Nguyên người này, rất hiếu thắng, ghét nhất, chính là người khác cách dùng kỷ bộ sự việc, tới coi thường hắn. Mà đây cũng là, kích thích hắn tốt nhất biện pháp. Quả nhiên, Đồ Nguyên vừa nghe Trần Khoa mà nói, lập tức giận dữ quát to. Ngươi nói gì sao, ý ngươi, là ta sợ vậy pháp kỷ bộ, ngươi lấy là, ta theo cái này rác dưới như nhau, cũng không có việc gì, liền sẽ mang ra pháp kỷ bộ. Pháp kỷ bộ, ta căn bản không có coi vào đâu. Nói xong, hắn hung tợn chuyển hướng Diệp Thần, nếu Trần Khoa nói như vậy, hắn thì càng muốn giáo huấn Diệp Thần. Đồ Nguyên đối với Diệp Thần trầm giọng nói. Thằng nhóc, người đối với ta cùng mấy người, như vậy vô lễ, ta, là sẽ không nhịn, pháp kỷ bộ. Người muốn đi nơi đó tố cáo, đi ngay đi, xem người cái này chồng, phát sinh mâu thuẫn, không nghĩ dựa vào chính mình lực lượng giải quyết, động một chút là tìm trưởng bối. Tìm đạo sư che chở phế vật, lão tử, là coi thường nhất, người lấy là, mang ra pháp kỷ bộ, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi càng loại phế vật này, ta vượt sẽ không bỏ qua ngươi. Đây cũng là, Đồ Nguyên lời thật lòng, hắn ở trong học viện, ban đầu liền hạ quyết tâm, vô luận bị đánh thành cái dạng gì, cũng không có bất kỳ đi pháp kỷ bộ tố cáo ý tưởng, hắn cho rằng, vậy là hành vi tiểu nhân. Một mực lấy là, ở đó hoàn cảnh tồi tệ cánh đồng hoang vu bên trong sống sót Đồ Nguyên, đã sớm thói quen liền gặp tất cả loại cường địch chèn ép, tất cả loại yêu thú tàn phá. Ở nơi đó, chẳng lẽ cũng có pháp kỷ bộ có thể giúp hắn? Tự nhiên không có, thậm chí, liền tộc nhân của hắn, cũng không biết giúp hắn. Ở bên kia trên cánh đồng hoang vu, tên yếu, không có sinh tồn tư cách. Mà thành tựu trên cánh đồng hoang vu dân tộc, Đồ Nguyên kiêu ngạo, chính là thân là người đàn ông, bỏ mặc đụng phải khó khăn gì, hắn nơi dựa vào, cũng chỉ có mình. Cho nên, đối với những cái kia, động một chút là mang ra pháp kỷ bộ người, hắn từ trong thâm tâm, xem thường. Mà Diệp Thần, nghe được Đồ Nguyên như thế nói sau đó, ngược lại, là ánh mắt sáng lên. Hắn mặt mỉm cười nhìn Đồ Nguyên, nhàn nhạt nói, như thế nói, cho dù chúng ta xảy ra tranh đấu, ngươi, cũng sẽ không đi hướng pháp kỷ bộ hồi báo. Đồ Nguyên hơi sững sờ, thằng nhóc này, có phải hay không ngu? Mình và hắn phát sinh tranh đấu, bị thương. Cần tìm pháp kỷ bộ bảo vệ mình, hiển nhiên, là hắn à. Mình tại sao sẽ như vậy ngu, hoàn cầm mình đưa đến pháp kỷ bộ trên tay. Hắn dĩ nhiên, sẽ không đi pháp kỷ bộ hồi báo. Huống chi, hắn vốn chính là cho dù thua thiệt, cũng sẽ không tìm pháp kỷ bộ tính cách, đây là cánh đồng hoang vu man tộc tôn nghiêm. Bất quá, hắn tốt hơn theo miệng đáp, nói nhảm, ta làm sao có thể tìm pháp kỷ bộ. Diệp Thần trên mặt nụ cười, hơn nữa nồng đậm một phần, nhìn về phía Đồ Nguyên sau lưng hai người, tiếp tục hỏi, như thế nói, hắn hai người chúng ta, cũng sẽ không đi vào pháp kỷ bộ hồi báo. Đồ Nguyên nhíu mày nói, thằng nhóc ngươi, kết quả muốn nói gì à? Lúc này, còn muốn giả điên giả ngu, mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Mọi người chúng ta, cũng sẽ không hướng pháp kỷ bộ báo cáo. Biết không, hài lòng chưa, nói nhảm. Nói đủ chưa? Vừa nói, hắn căn bản không có kiên nhẫn tiếp tục cùng Diệp Thần đối thoại đi xuống, chợt lần nữa đưa tay ra, dùng sức hướng Diệp Thần bắt đi. Lần này, Đồ Nguyên xuất thủ uy thế, có thể và mới vừa rồi, hoàn toàn bất đồng. Vậy cái bàn tay, mơ hồ bây giờ, đều đang rung chuyển không gian, bàn tay chỗ đi qua, không gian cũng xuất hiện vặn vẹo. Trần Khoa một bộ xem kịch vui dáng vẻ, quả nhiên, kích thích Đồ Nguyên sau đó. Cái này hoang nhà ban đầu hỏa, vậy bắt đầu có chút nghiêm túc,
lần này, Diệp Thần vận khí như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không cách nào đỡ ra Đồ Nguyên bàn tay. Nhưng mà, một bên Hoắc Cửu, đúng là ánh mắt đông lại một cái, bởi vì, hắn phát hiện ở Đồ Nguyên lại một lần nữa ra tay, mang vô cùng lực lượng, hướng Diệp Thần bắt đi lúc đó, Diệp Thần thần sắc, vẫn là lạnh nhạt như vậy, hoàn toàn không có một tia một hào sợ hãi. Thậm chí, hoàn mang cười, còn mơ hồ, có chút hưng phấn. Thằng nhóc này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Thông thường vận may võ giả, ở một chảo này uy thế dưới, sợ rằng, đều phải run rẩy chứ. Mà Diệp Thần, làm sao từ đầu đến cuối đều là mây thưa gió nhẹ dáng vẻ đâu. Hắn mới vừa rồi, đỡ ra Đồ Nguyên bàn tay, chẳng lẽ, chỉ là bởi vì vận khí tốt. Diệp Thần hướng về phía Đồ Nguyên lần này ra tay, ngược lại là mặt lộ một tia khẳng định vẻ, khẽ gật đầu nói, lần này, ngược lại cũng không tệ lắm. Đồ Nguyên bàn tay bên trong ẩn chứa, đã không phải là đơn thuần lực lượng, hoàn mang theo một loại man hoang giới vực lực. Chắc hẳn, đây chính là Đồ Nguyên ở cánh đồng hoang vu bên trong liều giết, cầu sinh quá trình bên trong, lĩnh ngộ được lực lượng chứ. Lực lượng này, ngược lại vẫn để cho Diệp Thần, có một tia thưởng thức. Ngược lại cũng không tệ lắm, thằng nhóc này, thật đúng là cuồng được không bên à. Hướng Diệp Thần chộp tới Đồ Nguyên vui vẻ cười to đứng lên, sắc mặt dữ tợn nói. Phải không, như vậy ngược lại cũng không tệ lắm một chảo, không biết, ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Có thể dù sao cũng, đừng để cho ngươi bị thương à. Nếu như bị thương, ta, có thể sẽ không đối với ngươi phụ trách. Bị thương, Diệp Thần sắc mặt, khôi phục lãnh đạm, lực lượng ở trong tay ngưng tụ. Để cho ta bị thương, còn kém xa. Một quyền đánh ra, lại là lấy nhục thân đọ sức. Trần Khoa lắc đầu một cái, nhìn Diệp Thần, giống như nhìn kẻ ngu, một lần may mắn là may mắn, hai lần may mắn, nhưng cơ hồ là không thể nào chuyện, cái này Diệp Thần, còn không có hấp thụ giáo huấn sao. Mà Đồ Nguyên trong mắt, chính là máu cùng tàn nhẫn. Lần này, có thể thì không phải là xương tay nghiền đơn giản như vậy, Diệp Thần cả người, đều phải trọng thương ngã gục chứ. Cái này còn phải, ở hắn đánh trúng đối phương ngay tức thì, kịp thời thu ở lực lượng kết quả, nếu không phải thu liễm lực lượng, hắn sợ, Diệp Thần cả người, cũng sẽ khoảnh khắc gian hóa thành hư vô. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần quyền, cùng Đồ Nguyên bàn tay, hung hăng đụng vào nhau. Không gian, ngay tức thì tan vỡ. Cũng cùng lúc này, Trần Khoa và Hoắc Cửu, đều là thử ra. Làm sao có thể? Diệp Thần quyền, làm sao sẽ mạnh như thế? Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Càng làm cho bọn họ giật mình một màn, rất nhanh, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Rắc rắc một tiếng giòn giã, tựa như, có cái gì, bể nát. Ngay sau đó, Đồ Nguyên vậy thân thể cao lớn, toàn bộ bay lên, hướng phía sau, bay ngược. Ầm một tiếng, Đồ Nguyên hung hãn đụng ở sau lưng Vạn Bảo Các trên mặt tường, toàn bộ mặt tường đều hiện lên ra một tia vết rách. Diệp Thần chậm rãi thu tay về, không để ý nhìn chung quanh, nhẹ nhàng khạc ra một hơi, khá tốt, chung quanh đây, không có ai, hắn mới vừa xuất thủ, hẳn chỉ có mấy người tại chỗ thấy, như vậy, hẳn không sẽ đưa tới xem mình đánh bại Triệu Lương lúc đó, như vậy oanh động to lớn. Trần Khoa và Hoắc Cửu, chính là ánh mắt run run nhìn Diệp Thần. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Bọn họ óc đã hoàn toàn hỗn loạn. Diệp Thần, lại đánh bại Đồ Nguyên. Hơn nữa, là dùng thân xác đụng nhau, chiến thắng đối phương. Đáng sợ nhất phải, Diệp Thần, chỉ dùng nhất kích. Tên này, nhưng mà tạo hóa cảnh võ giả à. Mà lúc này, trên tay một phiến vết máu, xương tay nghiền, vậy chỉ nhìn như bằng sắt lớn như vậy tay, hiện tại mềm mềm thùy ở bên cạnh Đồ Nguyên, phát ra một tia tiếng rên rỉ. Diệp Thần con mắt chớp mắt, cái này Đồ Nguyên, quả nhiên thiên phú không tầm thường, cơ thể thế chấp, so Triệu Lương, hoàn xuất sắc hơn rất nhiều. Hắn mới vừa rồi một kích kia, không thể so với đối phó Triệu Lương lúc đó, sử dụng lực lượng phải kém nhiều ít. Mà Triệu Lương là kết quả gì? Cánh tay mất đi, ngay tức thì hôn mê, sắp chết. Có thể hiện ở nơi này Đồ Nguyên, chỉ là xương tay nghiền, bị thương không nhẹ, nhưng là... lại không có mất đi ý thức, thậm chí, loại thương thế này dưới, mình không truy kích nói, Đồ Nguyên là hoàn có năng lực đứng lên,
tiếp tục chiến đấu. Chấm than, Đồ Nguyên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không thuộc về mình gầm thét, lại như vậy thương thế dưới, không bị ảnh hưởng chút nào phóng người lên. Hắn không tiếp thụ nổi. Mình, bị một cái tạo hóa cảnh võ giả, một quyền đánh bay. Vậy cánh đồng hoang vu bộ tộc, trong xương đặc biệt cuồng máu, ở Đồ Nguyên dưới sự tức giận, hoàn toàn bộc phát. Đồ Nguyên hơi thở, ngay tức thì bùng nổ, lại, so với trước đó cường đại rất nhiều. Mà Hoắc Cửu và Trần Khoa thấy vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Đồ Nguyên đây là, tiến vào cuồng hóa trạng thái. Dáng vẻ như vậy Đồ Nguyên, chiến đấu, có thể là không chết không thôi. Bộ dáng kia, bất luận là Diệp Thần thắng, vẫn là Đồ Nguyên thắng, bên kia kết quả cũng sẽ không so thê thảm, thật phát triển thành nói như vậy, có thể thì không phải là, đơn giản bị pháp kỷ bộ trách phạt, là được rồi kết chuyện à. Hoắc Cửu không khỏi được quay đầu, hướng về phía Diệp Thần hô lớn, tiểu tử. Đi mau, Đồ Nguyên hiện ở cái trạng thái này, là phải liều mạng. Đây cũng không phải là, mới vừa rồi cái đó đối với người tiện tay một chảo Đồ Nguyên, có thể so à. Nếu như ngươi không rời đi, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Đi mau, lấy ngươi tốc độ, hẳn có thể hất ra hắn. Trần Khoa sắc mặt vậy âm trầm xuống, lần này, thật là ăn gà không được phản thực đem gạo à. Bất quá, trước mắt, cho dù là Trần Khoa, cũng là lấy đại cuộc làm trọng, hiện tại, vậy so đo không là cái gì hành hạ người khác, hưởng thụ người khác thống khổ, cái này loại vặn vẹo hứng thú, nếu không phải ngăn cản Đồ Nguyên, cho Diệp Thần tranh thủ một chút chạy trốn thời gian, Diệp Thần, rất có thể sẽ bị Đồ Nguyên giết chết. Mà coi như, Diệp Thần thật sự là cái gì siêu cấp yêu nghiệt, so Đồ Nguyên mạnh hơn, đối mặt như vậy Đồ Nguyên, Diệp Thần, chẳng lẽ còn có thể nương tay thực lực. Đang chiến đấu nương tay, đó là, thực lực vượt qua đối phương hết mấy tầng thứ, mới có thể làm được chuyện à. Như vậy, coi như Diệp Thần có thể chiến thắng Đồ Nguyên, phỏng đoán, cũng phải đem Đồ Nguyên đánh chết mới được. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đồ Nguyên, nếu như một người trong đó chết, vậy kế tiếp, đừng nói là hưởng bị sự thống khổ của người khác, sợ rằng, đến lúc đó, thống khổ nhất, chính là mình. Pháp kỷ bộ, không người tử vong lúc đó, ngược lại vẫn tốt, nếu thật có học sống chết, đây chính là vô cùng là kinh khủng tồn tại à. Cho dù là Trần Khoa, vậy tuyệt không muốn, dính dấp đến thần hỏa học viện học sinh tử vong bên trong, đây là, hắn hướng về phía Hoắc Cửu quát lên, Hoắc huynh, liên thủ chặn hắn, là thằng nhóc này tranh thủ một tia chạy trốn cơ hội. Hoắc Cửu gật đầu một cái, khẽ quát một tiếng, một hồi đỏ thẫm lửa cháy mạnh, từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra, cực cao nhiệt độ ngay tức thì để cho vùng lân cận không khí đều vặn vẹo. Mà ngọn lửa kia, mơ hồ bên trong, hoàn huyễn hóa thành một con chim khổng lồ hình dáng. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, Hoắc Cửu lửa, không kém. Trần Khoa mặt đầy ngưng trọng, mặc dù, hắn tu vi, so Đồ Nguyên cao hơn một tầng thứ, nhưng là, đối mặt cuồng hóa trạng thái Đồ Nguyên, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng, huống chi, hắn vẫn không thể thật đối với Đồ Nguyên hạ sát thủ. Nhưng mà, cuồng hóa Đồ Nguyên, có thể không có lý trí quản nhiều như vậy. Đối mặt như vậy đối thủ, cho dù có Hoắc Cửu trợ giúp, Trần Khoa cũng không dám bảo đảm có thể chống đỡ Đồ Nguyên bao lâu. Một cổ hạo nhiên chi khí, từ Trần Khoa trong cơ thể tản ra, ở hắn sau lưng, hiện ra một đạo tay cầm cuốn sách, mặc nho bào mơ hồ bóng người này, lại tản ra nhàn nhạt thần tính. Bóng người xuất hiện đồng thời, Trần Khoa trong tay, vậy nhiều hơn một quyển, cùng bóng người kia trong tay cầm cuốn sách khá là tương tự cuốn sách. Mà đây cuốn sách, hơi thở mạnh mẽ, xa xưa, lại là một kiện không biết truyền thừa bao nhiêu năm thần khí. Trần Khoa tay cầm cuốn sách, trên mặt mồ hôi như mưa rơi, liền thân thể cũng hơi rung động, cả người linh lực điên cuồng xa chuyển, hiển nhiên, lấy hắn tu vi, muốn thao túng cuốn sách này cuốn, cũng là vô cùng là cật lực. Hoắc Cửu nhìn lướt qua Trần Khoa tình huống, lập tức phung tay lên, ngọn lửa trên người, biến ảo làm một đầu thiêu đốt chim to, hướng Đồ Nguyên chạy như bay, hắn và Trần Khoa, đã liên thủ qua rất nhiều lần, tự nhiên biết, lúc này, hắn phải làm, chính là Trần Khoa tranh thủ thời gian. Đối mặt mang cực cao nhiệt độ, hướng mình đánh tới chim lửa, Đồ Nguyên phát ra một tiếng giống như dã thú gầm thét, một khắc sau, ở hắn sau lưng, vậy hiện ra một đạo hư ảnh kia, mơ hồ bây giờ, lại là,
một cái bộ tộc đồ đằng. Cái này đồ đằng phương vừa xuất hiện, liền nhanh chóng sáp nhập vào đồ nguyên trong cơ thể, ở da hắn bên trên, ngay tức thì xuất hiện đạo đạo đường vân, cái này đồ đằng, lại tựa như bị minh khắc ở đồ nguyên trên mình vậy. Mà có cái này đồ đằng gia trì, đồ nguyên hơi thở, một lần nữa bạo tăng. Hướng về phía bay tới chim lửa, hung hăng đánh ra một quyền. Lại là một tiếng nổ vang, tia lửa tràn ra. Vạn bảo các trước lầu, ngay tức thì, biến thành một phiến biển lửa. Hoắc Cửu, không nhịn được liền lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn thân ở biển lửa bên trong, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới đồ nguyên. Chim lửa kia, lại bị đồ nguyên một quyền liền đánh nổ. Đây là, đứng ở Hoắc Cửu bên cạnh Trần Khoa, rốt cuộc một tiếng quát to, quyển sách trên tay cuốn, lóe lên chói mắt kim quang. Cái này kiện cổ xưa thần khí, rốt cuộc, thành công kích phát. Cuốn sách tản mát ra mãnh liệt hạo nhiên hơi thở, một quả màu vàng kim kỳ dị minh văn bay lên, hướng đồ nguyên bay đi. Đồ nguyên máu đỏ híp đôi mắt một cái, hiện tại, hắn mặc dù mất đi lý trí, nhưng là, hắn ý thức chiến đấu, nhưng không có chút nào yếu bớt, ngược lại, hoàn cường hóa không thiếu. Hắn theo bản năng cảm giác được, cái này cái phù văn, đối với hắn uy hiếp cực lớn. Đồ nguyên hơi thở ngưng tụ. Đang chuẩn bị tiếp cái này cái phù văn lúc đó, quanh người hắn hơi thở, lại đột nhiên thu lại. Trần Khoa và Hoắc Cửu, đều có chút không rõ cho nên nhìn về phía đồ nguyên. Đồ nguyên thế nào? Chẳng lẽ, hắn khống chế được cuồng hóa, muốn từ cuồng hóa bên trong, khôi phục sao? Nhưng mà, một khắc sau, đồ nguyên liền phát ra một tiếng điên cuồng hơn giống to, nguyên bản thu liễm hơi thở, lần nữa bùng nổ, hơn nữa, mạnh không biết nhiều ít lần. Trần Khoa và Hoắc Cửu, ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Đồ nguyên, lại vào lúc này, hơi thở cực độ leo lên. Tên này, quả nhiên vậy đủ biến thái. Chấm than, một thân lực lượng, lại là tăng vọt gấp mấy lần, mạnh mẽ linh lực, ngưng tụ ở còn dư lại chỉ một quả đấm lên. Hắn bên ngoài thân minh văn, ở siêu tốc xa chuyển linh lực dưới sự kích thích, phát ra ánh sáng trắng nhức mắt. Âm một tiếng. Đồ nguyên một quyền đánh ra, bị ánh sáng trắng bao gồm quả đấm, đụng vào Trần Khoa phát ra màu vàng trên phù văn. Lần này, màu vàng phù văn, lại không có bị đồ nguyên nhất kích mà bể, đồ nguyên khuôn mặt bên trên, hiện ra đạo đạo gân xanh, hiển nhiên, đối kháng cái này màu vàng phù văn, cũng không thoải mái. Đồ nguyên trong miệng, không ngừng gào thét, cả người bắp thịt phồng lên, nhảy lên, khắp nơi máu tươi tung tóe, ngăn cản cái này cái màu vàng phù văn. Không chút nào lui về phía sau. Rốt cuộc, kiên trì chỉ chốc lát sau, màu vàng kia trên phù văn, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, cuối cùng, biến thành nghiền. Trần Khoa và Hoắc Cửu hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít lắc mình rời đi. Nguyên bản, cuồng hóa đồ nguyên, bọn họ lại không thể bảo đảm có thể ngăn cản bao lâu, bây giờ đồ nguyên, lại là như vậy. Bọn họ hiện tại, cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Bất quá. Tranh thủ thời gian lâu như vậy, cái đó quỷ dị tạo hóa cảnh tiểu tử, hẳn, vậy rời khỏi nơi này chứ. Lấy hắn tốc độ, mới vừa rồi thời gian mặc dù không coi là quá dài, cũng hẳn, có thể chạy tới nơi an toàn đi. Trần Khoa và Hoắc Cửu, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thân thể treo lơ lửng trên không trung, hướng trên mặt đất, nguyên bản Diệp Thần chỗ ở phương hướng nhìn. Một khắc sau, hai người đều là sắc mặt biến đổi. Treo lơ lửng trên không trung thân thể, cũng là một hồi đung đưa, thiếu chút nữa thì muốn từ trên trời rơi xuống tới. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái đó tạo hóa cảnh người, lại, căn bản không có chạy trốn. Hơn nữa, hoàn dù bận vẫn nhàn đứng tại chỗ, chờ cuồng hóa đầu nguyên tới đây. Trần Khoa một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn đã nghĩ đến, mình sẽ gặp bị pháp kỷ bộ như thế nào tàn nhẫn đối đãi, cái này Diệp Thần, chân thực quá kiêu ngạo. Quá khinh thường chứ. Dưới tình huống này, hoàn không biết tiến thối, hoàn đứng tại chỗ. Nếu như nguyên bản, đồ nguyên chua lên cấp trước, Trần Khoa còn đối với Diệp Thần chiến thắng đồ nguyên, ôm một chút hy vọng mà nói, hiện tại, ở đồ nguyên lên cấp sau đó, Diệp Thần kết cục, chỉ có một. Đó chính là, chết. Trần Khoa không nhịn được đối với Diệp Thần hô lớn. Thằng nhóc, người mẹ hắn chạy mau à, còn đứng ngây ở đó làm gì à? Ngươi sẽ không, đến lúc này, hoàn cho rằng mình có thể chiến thắng đổ nguyên chứ.
Ta thừa nhận, người rất mạnh, mạnh được không tưởng tượng nổi, nhưng là, người, vẫn là phải có tự biết rõ à. Bây giờ đồ nguyên, thậm chí có thể tương đương tinh khiếu hậu kỳ võ giả, thực lực, chính là khủng bố đến trình độ này, ngươi, vẫn chưa rõ sao. Ngay tại Trần Khoa và Hoắc Cửu, chuẩn bị lần nữa mạo hiểm chặn đồ nguyên, là Diệp Thần tranh thủ một cái chạy trốn cơ hội lúc đó, trên quảng trường, truyền đến Diệp Thần lạnh nhạt thanh âm. Diệp Thần nhìn từng bước một đi tới, hơi thở kinh khủng đồ nguyên, thần sắc không thay đổi, chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm, trong miệng nhàn nhạt nói, hiện tại, ngược lại là đáng để cho ta ra tay. Luyện hóa vật kia phải lấy lửa là đạo, hôm nay ta liền thử một chút, bước vào tạo hóa cảnh sau đó, ta huyền diễm có mấy phần lực đạo. Rốt cuộc, đồ nguyên đi tới Diệp Thần trước người, cả người hơi thở như sơn hô hải khiếu vậy bành trướng, điên cuồng gào thét. Lực lượng kia, cho dù còn không có ra tay, cũng đã làm cho đúng một học viện run rẩy. Hiện tại, đồ nguyên trong đầu, chỉ tồn tại một chuyện, đó chính là, đánh bại Diệp Thần. Tìm về mình quang vinh. Muốn đánh bại Diệp Thần, hắn, biết nhúc nhích dùng toàn lực, trong 1% vạn phát huy mình lực lượng, mà sẽ không có chút nào nương tay ý tưởng. Mà ngay lúc này, Diệp Thần trên mình, vậy bắt đầu biến hóa. Một đạo tản ra uy áp kinh khủng dị thú hư ảnh, xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, Diệp Thần thân hình, vậy bắt đầu dương cao hóa. Ma khí và canh kim khí bọc toàn thân. Trần Khoa và Hoắc Cửu, đều là con người co rúc lại, vậy dị thú hư ảnh, thật là khủng khiếp. Nhưng là, đây vẫn chưa kết thúc. Đạo đạo màu tím đường vân, hiện lên ở Diệp Thần bề mặt, tím văn hiện lên ngay tức thì, Hoắc Cửu còn không có như thế nào, Trần Khoa đã kinh hô lên. Đó là, thần tính hơi thở, lại là thần tính hơi thở. Trần Khoa, hắn bởi vì sư thừa duyên cớ, thừa kế một tia thần tính hơi thở, cho nên, đối với thần tính hơi thở rất tinh tường, mà Diệp Thần trên mình, tán phát thần tính, quá nồng đậm. Bất luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều không phải là mình có thể so sánh. Cái này làm sao không làm người ta khiếp sợ. Có thần tính vật phẩm, ở linh võ đại lục truyền lưu mặc dù không nhiều, nhưng là, muốn có được, cũng không phải không thể nào, bất quá, có thể xem Diệp Thần như vậy, tản mát ra mạnh như vậy liệt thần tính chập chờn người, cũng rất thiếu. Một mặt, là bởi vì là thần tính vật phẩm, tỉ như máu thần, thần chi hồn mảnh vỡ, thần thể, thần mạch đợi một chút, đều là vô cùng là quý trọng vật khó được. Nhưng, trọng yếu hơn chính là, người bình thường, cho dù lấy được thần tính vật phẩm, cũng là chút nào chỗ dùng không có. Bởi vì, bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra, thần tính vật phẩm lực lượng. Muốn đem những thần lực này làm của riêng, cũng không phải là, ai cũng có thể làm được chuyện. Mà Trần Khoa, mặc dù, bọn họ bên trong tông môn, vậy có thần chi hồn mảnh vỡ, có thể để cho môn hạ đệ tử, lấy được thần tính lực, nhưng là. Muốn đem thần lực kích thích đến Diệp Thần loại trình độ này, vậy đơn giản, giống như là nằm mơ như nhau. Có thể tưởng tượng được. Diệp Thần tư chất, kết quả khủng bố đến vì sao làm ruộng bước. Trần Khoa nhìn Diệp Thần trên người thần văn, đã hoàn toàn si ngu. Đột nhiên, từ Diệp Thần trong cơ thể, lại mơ hồ phun trào dậy, một tia ngắn gọn cực kỳ lửa ý. Lần này, đổi lại là Hoắc Cửu, ánh mắt run lên. Trầm giọng nói, đây là, bên trong luyện lửa. Hoắc Cửu, là đặc biệt tu lửa thiên tài, mặc dù, hắn tu luyện là bên ngoài thả lửa. Nhưng là, không đại biểu, hắn không hiểu bên trong luyện lửa. Bên trong luyện lửa, tu luyện tới trình độ cao nhất, thậm chí, mạnh hơn tại bên ngoài thả lửa. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn con đường này, là bởi vì là, lửa, mặc dù là một loại tràn đầy uy lực tồn tại, nhưng giống vậy, vậy hàm chứa hết sức cuồng bạo, khó mà nắm trong tay năng lượng. Tu luyện tới cao cùng cảnh giới lửa tu, thường thường, thân thể cũng không tốt lắm, bởi vì, nắm trong tay lửa lực lượng, thường thường sẽ bởi vì gánh vác quá lớn, mà tạo thành tự thương. Mà bên trong luyện lửa, đối với thân thể gánh vác, muốn vượt qua xa tại bên ngoài thả lửa. Vậy cần, cực kỳ kinh khủng thân thể tố chất, mới có thể tu hành. Cái này tạo hóa cảnh học sinh mới, nơi nào là cái gì phế vật. Thật là, quá nghịch thiên. Hai người hiện tại cũng rõ ràng, Diệp Thần, tại sao biết cái này sao cường đại. Đồng thời, bọn họ cũng có chút hoài nghi, Diệp Thần, thật sự là người. Nhưng là,
Diệp Thần trên thân thể biến hóa, vẫn còn tiếp tục. Đồ nguyên bên ngoài thân hình đồ đằng đường ánh sáng lớn thả, hắn cả người, đều bị bao bọc ở ánh sáng trắng bên trong, ở trong tay hắn, tựa như, bay lên liền một viên siêu cấp ngôi sao khổng lồ vậy, mang vô cùng uy lực, hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần nhìn đồ nguyên đánh tới một quyền, trong mắt vậy lóe lên khá là vẻ hưng phấn, hắn, hưởng thụ chiến đấu, thích chiến đấu, điều kiện tiên quyết là, đối thủ, có đủ thực lực. Mà bây giờ đồ nguyên, ngược lại là có thể cho hắn, mang đến một ít kích thích. Diệp Thần phát ra một tiếng quát to, giống vậy đánh ra một quyền, đạo lực, sát ý giới vực, đều ngưng tụ ở Diệp Thần một quyền bên trong. Hai nắm đấm va chạm, nhưng tựa như, là hai viên vẫn thạch, thậm chí hai cái vũ trụ xảy ra va chạm. Cường đại năng lượng vét sạch toàn bộ thần hỏa học viện, trong học viện tiếng kinh hô, này thay nhau vang lên. Cách được hơi gần Trần Khoa và Hoắc Cửu, thật là đều phải rung động được mất đi ý thức. Diệp Thần quyền, mạnh đến sợ hãi. Đồ Nguyên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, cho dù hắn hiện tại, thuộc về cuồng hóa trạng thái, cho dù, hắn hiện tại, có bộ tộc đồ đằng gia trì, tay hắn, vẫn là đang cùng Diệp Thần tiếp xúc ngay tức thì, liền làm gãy. Hoàn toàn làm gãy. Mà Diệp Thần đâu, nắm đấm của hắn, nhưng không dùng lại chút nào, không chút nào bị Đồ Nguyên quyền ngăn trở ngại. Hai người chênh lệch, thể hiện được tinh tế. Mà mắt thấy, Diệp Thần quyền, đánh vỡ Đồ Nguyên tay sau đó, chưa từng có từ trước đến nay, thì phải chạm được Đồ Nguyên thân thể. Trần Khoa và Hoắc Cửu, cũng không nhịn được, đừng mở tầm mắt. Lớn mạnh như vậy quyền lực, cho dù Đồ Nguyên thân thể cường hãn được có thể so với tinh khiếu đỉnh cấp yêu thú, vậy tuyệt đối, sẽ ở đây quyền lực dưới, hóa là nghiền. Có thể Diệp Thần quyền, ngay tại chạm được Đồ Nguyên thân thể một khắc trước lúc đó, dừng lại. Rất miễn cưỡng dừng lại. Trần Khoa và Hoắc Cửu, chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, một câu cũng không nói được. Như thế cường đại lực lượng, Diệp Thần, hoàn có thể khống chế được như vậy hoàn mỹ. Đây cũng chính là nói, mới vừa rồi một quyền kia, còn không phải là Diệp Thần trình độ cao nhất. Trần Khoa và Hoắc Cửu, hiện tại đều cảm giác có chút nhớ khóc, mình làm mà ở không đi gây sự, đi tìm Diệp Thần hỗ trợ. Hiện tại, bọn họ tự tin, đã bị đả kích được hoàn toàn bể nát, vốn là, thân là thần hỏa học viện học sinh, bọn họ đều đưa mình, làm là thiên chi kiêu tử, nhưng là, bây giờ thấy Diệp Thần, bọn họ đột nhiên hoài nghi, trên cái thế giới này, mình, thật ra thì rất là bình thường. Mà những cái kia thiên tài chân chính, đã hoàn toàn, vượt quá mình tưởng tượng. Ví dụ như, trước mắt cái này, lật đổ bọn họ cả thế giới tạo hóa cảnh thiếu niên. Diệp Thần ngừng quyền thế, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Đồ Nguyên sau lưng, hắn hai tay, từ Đồ Nguyên ba sườn xuyên qua, ở cổ của hắn sau 10 ngón tay đường chéo, chặt chặt khóa lại Đồ Nguyên. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, phong. Thần niệm uy áp, kỳ lân sát, canh kim khí, quy luật lực lượng, đồng thời bùng nổ. Ở Diệp Thần lực lượng dưới, Đồ Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau nhức, nguyên bản chiếm cứ óc cuồng bạo lực. Lại ngay tức thì rút đi. Đồng thời, hắn thân thể bên trong, xông ra mãnh liệt mệt mỏi, nguyên bản cường tráng thân thể, lại dần dần khô đét lại, hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thanh minh ý thức, liền dần dần chìm vào hắc ám, cả người lâm vào hôn mê bên trong. Nhìn Đồ Nguyên thân thể biến hóa, Diệp Thần nhưng không có gì ngoài ý muốn vẻ, mới vừa rồi vậy cuồng hóa phương pháp, cũng là một loại, đối với thân thể tiềm lực chi nhiều hơn thu thần thông, mặc dù uy lực coi như không tệ, nhưng là hắn tác dụng phụ tự nhiên cũng là không nhỏ. Diệp Thần buông xuống hôn mê Đồ Nguyên, hoạt động thân thể một chút, khôi phục vốn là hình dáng, trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, mới vừa rồi một quyền kia, vẫn đủ thoải mái. Tiếp theo, hắn quay đầu đối với đờ đẫn Hoắc Cửu và Trần Khoa nói, các ngươi, cầm hắn mang về chữa thương đi. Vừa nói, liền muốn xoay người rời đi, mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh. Sợ rằng rất nhanh liền sẽ đem Trần Cửu hấp dẫn đến đây đi, hắn cũng không muốn, bị Trần Cửu bắt tại trận, hay là mau rời đi đi. Trần Khoa và Hoắc Cửu, từ trên bầu trời rơi xuống, đỡ dậy Đồ Nguyên, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Trần Khoa đột nhiên mang cười mỉa hướng về phía Diệp Thần nói cái đó. Sư đệ, ngươi chờ một chút, còn không có hỏi ngươi, tôn tính đại danh. Diệp Thần liếc hắn một mắt, nhàn nhạt nói, Diệp Thần.
Trần Khoa sắc mặt nụ cười không giảm, tiếp tục nói, Diệp sư đệ, trước. Là chúng ta có nhiều đắc tội, chân thực xin lỗi, không bằng. Chúng ta mời ngươi đi phòng ăn thiên khu, ăn một bữa cơm, thành tựu bồi tội, không biết ngươi ý như thế nào. Hy vọng, ngươi có thể tha thứ chúng ta. Mặc dù trong lòng có chút đau lòng, nhưng là, thiên khu cơm món ăn, bọn họ ba người góp một góp, cầm tích góp lấy ra hơn nửa, vẫn là có thể mời Diệp thần ăn một bữa. Hiện tại, cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội xem Diệp thần như vậy nghịch thiên đến mức tận cùng yêu nghiệt à. Ngược lại, còn muốn đem hết khả năng lấy lòng Diệp thần. Diệp thần nhìn hắn một lát, quay đầu nói, thiên khu cơm món ăn, cũng không cần, nếu như các người muốn nói xin lỗi, giúp ta làm một chuyện. Trần Khoa nghe vậy, cặp mắt sáng lên, mặt lộ mừng rỡ vẻ nói, mời nói, chúng ta tại chỗ không chối từ. Diệp thần như thế nói, chính là, có tha thứ bọn họ chỗ trống à. Hơn nữa, giúp Diệp thần làm việc, nếu là có cơ hội, và Diệp thần leo lên quan hệ, Trần Khoa tin tưởng, tương lai, tuyệt đối sẽ có khó có thể tưởng tượng giá trị. Diệp thần nói, năm thứ nhất học sinh mới, có cái kêu Tạ Bình Bình cô gái, sau đó, ta có thể phải cách tựu trường viện một đoạn thời gian, ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, thay ta, bảo vệ tốt nàng. Không nên để cho người bất kỳ đối với nàng bất lợi. Diệp thần mặc dù đánh trọng thương Triệu Lương, coi như là đuổi đi Tạ Bình Bình bên người con ruồi, tin tức truyền ra sau đó, tạm thời hẳn cũng không có ai dám tùy ý đến gần Tạ Bình Bình. Nhưng là, Diệp thần cũng không dám bảo đảm, mình sau đó cách tựu trường Việt, đi cửu U Quốc thời điểm, biết hay không có người đánh Tạ Bình Bình chủ ý, đặc biệt là Triệu Lương, nếu như hắn muốn báo thù Diệp thần, sợ rằng, sẽ ở Diệp thần cách tựu trường viện lúc đó, đối với Tạ Bình Bình ra tay. Trần Khoa nghe vậy, ánh mắt có chút mập mờ nhìn Diệp thần, vỗ ngực một cái cười nói, yên tâm, Diệp sư đệ, chuyện này, liền quấn ở sư huynh trên mình đi. Tuyệt đối sẽ ở ngươi lúc trở lại, hoàn một mình ngươi hoàn hảo Tạ sư muội. Diệp thần lười để ý ý nghĩ của những người này, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp rời đi. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Con người có giúp một cái, thi triển bách bộ trục điện, hướng đông nam đi. Mới vừa rồi, lại có người đối với hắn bộc phát ra sát ý. Cực mạnh sát ý. Nhưng mà, làm hắn chạy tới cái hướng kia thời điểm, nhưng là phát hiện không có một bóng người. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Lời nói vừa dứt, Diệp thần tầm mắt quét ngã cái gì, năm ngón tay nắm chặt, một cái túi thơm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn chóp mũi hơi một ngửi, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Mùi thơm này và Hạ Nhược Tuyết mùi trên người giống nhau như đúc. Bất quá, đây nhất định không phải Hạ Nhược Tuyết lưu lại. Duy nhất giải thích, chính là Linh Tiên Đế Cung. Xem ra cái này thần hỏa học viện vậy cất giấu Linh Tiên Đế Cung tai mắt hà. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục, Linh Tiên Đế Cung. Chánh cung đền. Bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Hai đạo thân ảnh chạm ở một tảng đá lớn trước mặt, mà trên đá lớn phơi bày hình ảnh, chính là Diệp thần mới vừa ở thần hỏa học viện phát sinh hết thảy. Hạ Linh Thu cười lạnh một tiếng, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm hình ảnh, nói, Linh Vận, thằng nhóc này thật vẫn cho ta rất lớn bất ngờ. Tạo hóa cảnh liền có thể bùng nổ tinh khiếu cảnh tầng 9 thiên lực lượng. Ta đây là cảm thấy dựa theo người này lớn lên tiềm lực tới xem, không cần phải không để cho Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh gặp hắn. Nói không chừng ta Linh Tiên Đế Cung giao hảo người này, vậy có rất nhiều chỗ tốt đây. Linh Vận nghe được Hạ Linh Thu thanh âm, quả đấm cầm chặt, mặt đỏ tới mang tai. Nàng một mực cho là con kiến hôi lại uy hiếp nàng. Hạ Linh Thu rất hài lòng Linh Vận trạng thái bây giờ, nàng chập chờn dáng người đi tới một nơi bức họa trước, đưa tay ra thận trọng sờ một cái, sau đó tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi và hắn một năm ước hẹn còn có nhiều ít ngày tới. Linh Vận thân thể run rẩy, thấp trầm giọng, giống như cự thú gầm thét, 41 ngày. Hạ Linh Thu duỗi người, lộ ra đầy đặn trắng như tuyết, giọng tà mị vang lên lần nữa, ngươi biết thua. Linh Vận cũng không nhịn được nữa, tức giận hét lớn, ta sẽ không thua. Ta hấp thu vậy đá một phần chia lực lượng, ta hiện tại đã tinh khiếu đỉnh cấp. Ta không sợ hắn, ta sẽ không thua cái này loại con kiến hôi. Bót! Hạ Linh Thu đột nhiên đi tới Linh Vận trước mặt, một chưởng phiến ở Linh Vận trên mặt.
Linh Vận khóe miệng khạc ra một miệng đỏ bừng máu. Hạ Linh Thu diễn cảm bỗng nhiên trở nên lạnh, Linh Vận làm rõ ràng ngươi vị trí. Ngươi như còn như vậy đối với ta nói chuyện, ta sẽ thu hồi mạng ngươi. Còn nữa, Linh Tiên Đế Cung là ta mang nó đi về phía Huy Hoàng. Ngươi như là Linh Tiên Đế Cung bị xấu hổ, tội không thể tha. Một năm ước hẹn, ta Linh Tiên Đế Cung chỉ có thể thắng. Hơn nữa, thằng nhóc kia phải chết ở Linh Tiên Đế Cung. Biết chưa? Linh Vận che gò má, trực tiếp quỳ xuống, cung chủ, Linh Vận lại cũng không dám. Hạ Linh Thu chậm rãi đi tới một bụi ngàn năm lăng hoa trước, đưa tay ra, nho nhỏ vuốt ve ngàn năm lăng hoa, lẩm bẩm nói. Ngàn năm lăng hoa 1000 năm chỉ mở một lần hoa, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, mở xong hoa sau đó, nó liền mất đi giá trị. Sắc sắc, làm Hạ Linh Thu ngón tay lưu chuyển một đạo quang thời điểm, ngàn năm lăng hoa ngay tức thì khô héo. Linh Vận, giá trị của ngươi vậy tới đây, ta sẽ để cho ngươi thắng. Hơn nữa là nghiền ép thắng. Chỉ bất quá, quá trình sẽ rất thống khổ. Nghe đến chỗ này, Linh Vận nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ta không quan tâm thống khổ, vậy không quan tâm căn cơ hủy diệt, ta chỉ cần Diệp Thần chết. Hạ Linh Thu hài lòng gật đầu một cái, được, ta sẽ phái người đưa lên một phần chiến thư, để cho Linh Võ Đại Lục tất cả mọi người làm chứng. Ha ha, một năm ước hẹn, đúng lúc là ta Linh Tiên Đế Cung ván cầu. Bước lên thần quốc ván cầu. Linh Vận nhìn về phía Hạ Linh Thu, nàng có thể cảm giác được Hạ Linh Thu trong con người dã tâm. Phần này dã tâm bên trong. Nàng Linh Vận là con cờ. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh tiến vào Linh Tiên Đế Cung một khắc đó trở đi, vậy là một quả con cờ. Nàng đã không biết Hạ Linh Thu từ khi nào thì bắt đầu thay đổi. Hoặc giả là từ đạt được khối kia thần bí đá lớn bắt đầu đi. Diệp Thần sau khi rời đi, trực tiếp trở về mình nhà trọ, ngồi xếp bằng ở nhà trọ bên trong, bấm một cái pháp quyết, từ trong cơ thể gọi ra liền một đóa đen nhánh ngọn lửa. Chính là huyền diễm. Huyền diễm kết hợp rất nhiều ngọn lửa, thậm chí còn có bất diệt đứng đầu truyền cho mình bất diệt lửa. Huyền diễm vừa ra, phòng ngủ tràn đầy một cổ cực kỳ khí lưu nóng bỏng. Lần này có thể thành công hay không chinh phục Viêm Bia, thì phải xem cái này huyền diễm. Một lần kia Trần Bia luyện hóa, liền cực kỳ thống khổ, sợ rằng cường đại Viêm Bia, càng khó hơn đi. Phải mau sớm đem huyền diễm tăng lên. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng ở trước người huyền diễm, diễn cảm khá là ngưng trọng, phần huyết quyết là cấp bậc rất cao thần thông, lần này lên cấp, muốn dung luyện ra có thể cùng phần huyết quyết tương xứng ngọn lửa, phẩm cấp, tự nhiên sẽ không thấp. Mà vậy tu lửa người bồi dưỡng ngọn lửa, cũng là muốn tiêu phí vô số tâm huyết cùng thời gian, tới để cho ngọn lửa lên cấp, cho nên, cũng không phải có cao cùng ngọn lửa, là có thể để cho ngọn lửa đẳng cấp nhanh chóng tăng lên. Có thể xem Diệp Thần như vậy, trực tiếp hấp thu ngọn lửa, luyện hóa vào căn nguyên lửa, tuyệt đối ít chi lại càng ít, người bình thường, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đầu tiên, ngọn lửa cái này loại cuồng bạo năng lượng, trực tiếp đem hoàn toàn hấp thu luyện hóa, rất có thể tổn thương mình thân thể, thậm chí là căn cơ. Vậy võ giả, cho dù là ở khống chế lửa phương diện vô cùng có thiên phú võ giả, đều là một chút xíu luyện hóa lửa chi tinh túy. Mà không phải là trực tiếp như thế hấp thu ngọn lửa, để đề thăng mình căn nguyên lửa. Nếu là bị những võ giả khác thấy, Diệp Thần thẳng như vậy tiếp hấp thu ngọn lửa, tới cường hóa căn nguyên lửa mà nói, sợ rằng, muốn trực tiếp bị rung động đến kinh sợ. Cũng chính là Diệp Thần nghịch thiên tư chất và thể chất, mới dám làm như vậy. Diệp Thần chậm rãi điều chỉnh mình hơi thở, mới vừa đi qua một cuộc chiến đấu, mặc dù, hắn thắng khá là ung dung. Nhưng là, dẫu sao vẫn có một ít tiêu hao. Lần này, muốn luyện hóa đếm loại đẳng cấp cực cao ngọn lửa, cho dù là hắn, vậy không dám khinh thường, đầu tiên, phải đem chuyện mình trạng thái khôi phục lại đỉnh cấp, lại tiến hành thử nghiệm. 2 giờ sau đó, Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt thần quang chạm chạm, cả người hơi thở không câu nệ nội liếm, hiển nhiên, đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Rốt cuộc, hắn đưa ra một ngón tay. Hướng hư không một chút, một hồi nhiệt độ cao, ngay tức thì hiện lên ở Diệp Thần nhà trọ bên trong, nếu không phải túc xá này bên trong đồ gỗ nội thất cũng đi qua gia trì, sợ rằng, đều phải bị trực tiếp một chút đốt. Một đạo màu vàng đất hình rồng ngọn lửa, vô căn cứ hiện lên,
vừa xuất hiện, liền tràn đầy linh tính địa đối Diệp Thần phát ra một tiếng gầm thét, hướng nhà trọ ra bay trốn đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ thần niệm xông ra, ngay tức thì phong tỏa cửu nguyên địa long hỏa, mênh mông linh lực một trào, hóa thành căn căn trong suốt sợi tơ, bắn nhanh đi, xuyên thủng vậy cửu nguyên địa long hỏa thân thể. Cửu nguyên địa long hỏa phát ra một tiếng thê lương gầm thét, tựa như không muốn tiếp nhận mình sắp bị hấp thu vận mệnh, liều mạng đấu tranh. Mà Diệp Thần, chính là trong mắt tinh quang lóe lên, không nhanh không chậm điều khiển linh lực, đem chín nguyên rồng đất hỏa nhất tấc tấc kéo hướng mình. Trải qua 4 tiếng giằng co sau đó, Diệp Thần, rốt cuộc đem cái này cửu nguyên địa long hỏa, kéo đến mình trước người, cửu nguyên địa long hỏa phát ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng, liền hoàn toàn không vào Diệp Thần trong cơ thể. Một khắc sau, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, một cổ tuyệt mạnh hỏa lực, ngay tức thì từ trong cơ thể bùng nổ đi, hắn cả người quần áo, cũng ở đây khoảnh khắc bây giờ, hóa là cho tàn. Màu vàng đất ngọn lửa, thiêu đốt Diệp Thần thân thể. Đem Diệp Thần cả người cũng bao ở trong đó, lại giống như là muốn đem Diệp Thần hoàn toàn thiêu vậy. Diệp Thần kinh mạch trong cơ thể, máu thịt, xương cốt, cùng với bên ngoài thân da, rất nhanh cũng xuất hiện nám đen vẻ. Cái này cửu nguyên địa long hỏa, quả nhiên không phải chuyện đùa. Uy lực vô cùng là cường hãn. Đây là, Diệp Thần hướng về phía trôi lơ lửng ở bên ngoài cơ thể huyền diễm một chút, vậy huyền diễm run lên. Liền thật nhanh dung nhập vào bọc Diệp Thần đất ngọn lửa màu vàng bên trong. Nhưng mà, lấy huyền diễm đẳng cấp, nhưng căn bản không cách nào chế trụ cái này mạnh mẽ cửu nguyên địa long hỏa. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngọn lửa này tuy mạnh, nhưng là lấy hắn nghịch thiên thân thể tố chất, hoàn chưa đến nỗi thật làm mình bị thương, cả người linh lực bùng nổ, đem kỳ lân sát, canh kim khí, cùng với máu thần lực lượng tác dụng ở vậy trên ngọn lửa. Khoảnh khắc gian. Nguyên bản hoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, lại cứ như vậy, bị Diệp Thần trấn ép xuống. Mà sáp nhập vào đất ngọn lửa màu vàng bên trong huyền diễm, thấy vậy phát ra một tiếng vui mừng thanh minh, bắt đầu không chút kiêng kỵ cắn nuốt. Một ngày một đêm sau đó, Diệp Thần bên ngoài thân ánh lửa rốt cuộc hoàn toàn biến mất, bất quá lúc này, hắn hình dáng, cũng là vô cùng là thê thảm. Diệp Thần không khỏi mặt lộ cười khổ, cho dù hắn có nhiều như vậy thủ đoạn. Lại là bất hủ thần thể, hấp thu cao như vậy cùng ngọn lửa, cũng là khá là không dễ. Đây là, phong thanh dương thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, thằng nhóc, ngươi biết đủ đi, ngươi bình thường, tưởng tượng ngươi như vậy, trực tiếp hấp thu đẳng cấp cao như vậy ngọn lửa, nhưng mà nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi chẳng qua là nhìn như, đổi được có chút khó khăn xem mà thôi, liền tổn thương đều không làm sao chịu, để cho linh võ đại lục lửa tu biết, không biết. Sẽ hâm mộ thành hình dáng ra sao? Diệp Thần gật đầu một cái, hắn cũng biết, mình chỉ là hình dáng đổi được khó coi một chút, đã, là vô cùng là nghịch thiên kết quả. Đây chính là, cửu nguyên địa long hỏa à. Diệp Thần vậy lười được dọn dẹp mình thân thể, mà là điểm ngón tay một cái, lại một đoàn ngọn lửa, xuất hiện ở nhà trọ bên trong. Dẫu sao, hắn còn có mấy đóa ngọn lửa, cần hấp thu. 3 ngày sau. Diệp Thần khá là bất đắc dĩ nhìn mình nhà trọ, lúc này, những cái kia trải qua trận pháp gia trì đồ gỗ nội thất, cũng đã là đốt cháy đốt trọi, hủy xấu phá hư. Mình tiếp liền hấp thu cao cấp lửa, cho dù là bị ngọn lửa thả ra lúc ảnh hưởng, những thứ này đồ gỗ nội thất, đều đã không chịu nổi. Mà bây giờ Diệp Thần, hình dáng cũng đã khôi phục bình thường. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần trong mắt, liền lóe lên một tia, vẻ hưng phấn. Lần này, cường hóa huyền diễm, hắn ẩn chứa lực lượng, rất là để cho hắn hài lòng. Đặc biệt là gia nhập tuyệt hàn chân dịch sau đó, huyền diễm hoàn toàn sinh ra biến chất. Diệp Thần điểm ngón tay một cái, một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt, hiện lên ở trước người, ngọn lửa này, cho người một loại vô cùng là quỷ dị cảm giác. Mặc dù, ngọn lửa bên trong, hàm chứa cực kỳ bạo liệt năng lượng, nhưng là, nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng cũng không cao, ngược lại. Cho người hơi cảm giác lạnh như băng. Phong Thanh Dương khá là tự đắc ở Diệp Thần trong đầu cười nói, thằng nhóc, hiện tại liền ta, đều có chút mong đợi, người cái này huyền diễm có thể bồi dưỡng đến vì sao loại trình độ, tương lai, nếu là có thể đạt được phượng hoàng linh huyết, người cái này huyền diễm, nói không chừng, còn có lớn sử dụng đây. Bất quá dưới mắt, người phải mau sớm tìm được che giấu ở thần hỏa học viện ở giữa viêm bia. Viêm bia đối với ngươi huyết mạch rất trọng yếu,
Trần bia bảo vệ ngươi, để cho ngươi không chết, mà viêm bia, liền để cho ngươi mạnh mẽ tại trên 9 tầng trời. Diệp thần đem huyền diễm thu hồi, hướng về phía Phong Thanh Dương hiếu kỳ nói, Phượng Hoàng Linh Huyết. Cái này huyền diễm, và Phượng Hoàng Linh Huyết có quan hệ thế nào? Phong Thanh Dương nói, Phượng Hoàng Lửa, cũng là một loại vô cùng là cường đại ngọn lửa, chân chính Phượng Hoàng Lửa, đã vượt ra khỏi linh võ đại lục đẳng cấp, coi như là một loại thần hỏa, nhưng là, Phượng Hoàng Lửa cực kỳ khó tìm, hơn nữa có thể kéo dài không ngừng lên cấp. À, Diệp thần ánh mắt chớp mắt, hỏi, phải như thế nào, mới có thể tiếp tục lên cấp đâu? Phong Thanh Dương cười một tiếng nói, nhắc tới, vậy đơn giản, đó chính là, bồi dưỡng một loại có thể có tư cách, chiếm đoạt Phượng Hoàng Lửa ngọn lửa. Chiếm đoạt Phượng Hoàng Lửa. Diệp thần nghe vậy kinh hãi, có thể chiếm đoạt Phượng Hoàng Lửa ngọn lửa, nên có, biết bao nghịch thiên a. Phải biết, ở linh võ đại lục bên trong, Phượng Hoàng Lửa đều là xếp hàng lên danh hiệu tồn tại, thậm chí so chân long lửa, mạnh hơn lên một bậc. Mà muốn có tư cách chiếm đoạt Phượng Hoàng Lửa tồn tại, ngọn lửa kia, chỉ sợ là thần diễm chi trung thần diễm liền chứ. Diệp thần cười khổ lắc đầu một cái, mặc dù, bây giờ huyền diễm đối với hắn mà nói, đã là không tệ, nhưng là, khoảng cách có thể chiếm đoạt Phượng Hoàng Lửa bước, hoàn rất kém xa, tạm thời, là không cần phải cân nhắc. Diệp thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía luân hồi mộ địa đỏ xanh quang cầu. Tiểu hoàng luyện hóa vẫn không có kết thúc. Ai, lần này, tiểu hoàng tiến hóa vậy quá lâu, nói thật, thật đúng là muốn nó. Tiểu hoàng ta biết ngươi có thể nghe được ta thanh âm, nếu không ngươi cũng sẽ không ở càn khôn sát vực lấy một đạo lực lượng tới cứu ta. Nếu như ngươi có thể nghe được, ngươi trả lời một chút như thế nào? Dứt lời, Diệp thần phát hiện đỏ xanh quang cầu kịch liệt lay động, tựa như ở gật đầu. Diệp thần vui mừng, quả nhiên, tiểu hoàng có thể cảm nhận được ngoại giới thanh âm. Tiểu hoàng, ngươi đại khái lúc nào có thể hoàn toàn luyện hóa đi ra? Nhưng mà, đỏ xanh quang cầu hoàn toàn yên lặng. Ngay tại lúc này, Phong Thanh Dương thanh âm vang lên, thằng nhóc, trọng tố thân xác khởi hữu như vậy dễ dàng. Huống chi vẫn là thượng cổ truyền thuyết cấp ngút trời hung thú. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, nó sẽ ở ngươi cần nhất thời điểm xuất hiện. Đến lúc đó, chính là linh võ đại lục chấn động lúc. Diệp thần từ Phong Thanh Dương trong giọng nói nghĩ tới điều gì, hắn không chỉ quan tâm tiểu hoàng, quan tâm hơn huyết long. Huyết long ở linh tiên đế cung nuốt vào thần vật bách thú đổ liền mất tích. Đầu mối duy nhất chính là cửu thiên thần long điện. Nếu tiểu hoàng hoàn cần thời gian chờ đợi, vậy có phải hay không ý nghĩa mình có thể trước thời hạn đi tìm cái này cái gọi là cửu thiên thần long điện? Phong tiền bối, người có biết linh võ đại lục có một nơi kêu cửu thiên thần long điện? Để cho Diệp thần bất ngờ phải, Phong Thanh Dương trực tiếp đáp biết. Diệp thần kích động vạn phần, vậy Phong tiền bối có thể hay không mang ta cùng chung đi? Tìm về huyết long, đối với ta lại nói cũng là một lớn trợ lực. Nhưng mà, Phong Thanh Dương trực tiếp cắt đứt Diệp thần, thằng nhóc. Không phải ta không muốn mang ngươi đi, mà là cửu thiên thần long điện, ngươi hiện tại liền bước vào tư cách cũng không có. Nơi đó nhưng mà linh võ đại lục chân chính long tộc cấm địa. Liền thần quốc cũng không dám dung chuyển bên trong oai rồng. Huyết long đi nơi nào, hoặc giả là một chàng duyên phận. Nơi đây quan hệ đến bí mật quá nhiều, linh võ đại lục nắm trong tay người vô cùng thiếu. Bất quá chắc hẳn vậy Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc hai vị trấn giữ lão tổ hẳn biết. Diệp thần ngẩn ra, hắn và hai gia tộc lớn có thù oán, càng không có tư cách thấy cái này hai vị lão tổ cấp cường giả khác. Dưới mắt chỉ có mau sớm tu luyện. Phong Thanh Dương cuối cùng nói, thằng nhóc, ngươi lớn lên quá nhanh, nhớ con đường võ đạo muốn một bước một cái dấu chân. Thần Hỏa Học Viện là linh võ đại lục cực kỳ thần bí tồn tại. Chung quanh thế lực vậy không thể khinh thường. Ngươi ở chỗ này, thần quốc vậy không nhất định biết nhúc nhích ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là cứ an tâm ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Ta nghe Thần Hỏa Học Viện có một nơi cực kỳ thích hợp tu luyện, ngươi có viện trưởng cho ngươi đồ, không ngại đi nơi đó. Đối đãi ngươi bước vào tinh khiếu, mới sẽ rõ ràng chúng ta luân hồi mộ địa đại năng mấy phần ý. Diệp thần cái hiểu cái không, hắn đứng lên. Hoạt động thân thể một chút, nếu Phong Thanh Dương nói hết rồi, vậy dưới mắt, hắn phải cố gắng đột phá. Mình tạo hóa cảnh nhất tầng thiên,
mặc dù có thể chống lại tinh khiếu đỉnh cấp, nhưng nếu là đụng gặp và mình như nhau có thể vượt cấp tác chiến thiên tài, vậy tất nhiên nguy hiểm. Dựa theo Phong Thanh Dương mà nói, tu luyện hắn tự nhiên sẽ không ở trong nhà trọ tiến hành, thần hỏa học viện linh khí độ dày mạnh như vậy, là bởi vì là, thần hỏa học viện, có một cái so huyền nguyệt tông linh mạch đẳng cấp cao hơn linh mạch. Mà căn cứ học sinh nhà trọ phân phối, năm thứ nhất nhà trọ, là linh khí yếu hơn khu vực, năm hai bên trong các loại, năm ba khá mạnh. Nhưng là, linh khí mạnh nhất chỗ, dĩ nhiên là linh mạch căn nguyên vị trí. Cái này linh mạch căn nguyên chỗ, cũng là đối với học sinh cởi mở, hơn nữa, không phân chia lớp, chỉ là, muốn đi vào trong đó, nán lại một ngày cũng phải hao phí cực kỳ lớn lượng điểm cống hiến, vậy học sinh, có thể căn bản không trả nổi. Bất quá, Diệp Thần có Cát Thanh cho lệnh bài của hắn, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này. Chỉ là, Diệp Thần hiện tại, lại không có trực tiếp bế quan dự định, hắn còn có một chút sự việc phải làm. Lúc này, Diệp Thần liền rời đi nhà trọ, đi học viện bên trong một cái hướng khác đi. Học viện vùng lân cận một nơi ngọn núi nhỏ chỗ, đứng mấy đạo thân ảnh, đột nhiên, vậy mấy đạo thân ảnh quay đầu, hướng một cái hướng khác nhìn, trên mặt mấy người đều lộ ra một nụ cười châm biếm, trong đó một người đại hán đầu chọc cười nói. Diệp Thần, người thật đúng là đủ khó tìm à, đi tới học viện lâu như vậy, đến hiện tại, cuối cùng mới thấy ngươi. Diệp Thần thấy cái này mấy người, con ngươi vui mừng. Bởi vì cái này mấy người, chính là Hình Tử Đường, Cơ Huyền các người. Những người này, không hổ là thế lực cao cấp thiên tài đệ tử, thực lực tăng lên, quá nhanh. Hình Tử Đường và Cơ Huyền, thậm chí Thiên Linh, hiện tại, cũng đã là tinh khiếu tồn tại. Chỉ có Xích Hà, hơi yếu một ít. Bọn họ nhập học mới bao lâu, lại thì có lớn như vậy tăng lên. Hình Tử Đường đánh chụp Diệp Thần bả vai, Diệp Huynh, tiếp theo cuộc sống, chúng ta bảo bọc ngươi. Cùng nhau tu luyện hiệu quả khẳng định tốt hơn. Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái, ta đoạn này thời gian phải đi ra ngoài một chuyến. Mà Hình Tử Đường các người nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, Cơ Huyền hỏi, đi ra ngoài. Là muốn đi thi hành học viện nhiệm vụ sao? Bọn họ mới vừa nhập học, hoàn không cần quá nhiều điểm cống hiến mới đúng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không phải, các ngươi, biết Cửu U Quốc sao? Cơ Huyền và Hình Tử Đường các người gật đầu một cái, bọn họ xuất thân từ thế lực cao cấp, tự nhiên đối với Cửu U Quốc cùng với thần quốc cái này loại ẩn núp siêu cấp thế lực, cũng có một ít hiểu. Diệp Thần nói, không lâu sau nữa, có một vị Cửu U Quốc hoàng thất phải qua sinh nhật, học viện phải phái mấy tên đại biểu đi trước chúc thọ, mà ta cũng muốn theo viện trưởng cùng chung đi. Lần này, Cơ Huyền mấy người, đều là mặt lộ rung động vẻ, có thể đi Cửu U Quốc, đó cũng không phải là, vậy võ giả có thể làm được à? Chính là rất nhiều tinh khiếu đỉnh cấp thậm chí còn nửa bước phong môn võ giả, muốn đi Cửu U Quốc du lịch, cũng sẽ không được phép, cho tới nay, cái này Cửu U Quốc, đều là vô cùng là thần bí tồn tại. Mà Diệp Thần, hiện tại liền có cơ hội đi Cửu U Quốc, còn có thể gặp được Cửu U Quốc hoàng thất. Cơ Huyền đột nhiên cau mày nói, theo ta biết, trước kia, thần hỏa học viện quả thật vậy sẽ đi Cửu U Quốc, là hoàng thất chúc mừng sinh nhật. Nhưng là, giống như là lựa chọn hai người năm ba thiên tài siêu cấp, cùng với một người năm hai thiên tài xuất sắc nhất, theo viện trưởng cùng chung đi. Diệp Thần, lần này viện trưởng hẳn là cầm năm hai thiên tài số người cho ngươi, sợ rằng, năm hai những cái kia tầng chót những thiên tài, sẽ có chút ý kiến, Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận. Những thứ khác mấy người, cũng là khá là ngưng trọng hơi gật đầu một cái, bọn họ gần đây, cũng nghe nói Diệp Thần ở phòng ăn chiến thắng Triệu Lương một chuyện. Mặc dù, Diệp Thần thực lực, có thể nói là cực mạnh, vượt xa cảnh giới, nhưng là đối mặt thần hỏa học viện năm hai cao cấp thiên tài, mọi người đối với Diệp Thần, vẫn là khá là lo lắng. Dẫu sao thần hỏa học viện học sinh một năm so một năm mạnh. Mười mấy năm trước, học viện còn có rất nhiều tạo hóa cảnh, nửa bước tinh khiếu ở trong học viện coi là phổ thông. Mà mười mấy năm sau hiện tại, học viện bên trong tạo hóa cảnh càng ngày càng thiếu. Tinh khiếu trung kỳ nhưng chỉ có thể coi là phổ thông. Yêu nghiệt nhiều vô số kể. Một mặt tới từ mới học sinh thiên phú nghịch thiên, mặt khác chính là bởi vì thần hỏa học viện lòng đất linh mạch, mỗi một năm hết Tết đến cũng ở đột biến. Ở chỗ này tu luyện, võ giả tiềm lực và tốc độ đề cao thật lớn. Diệp Thần gật đầu một cái,
năm hai cao cấp thiên tài, sợ rằng, so với kia đại yêu hung thú, còn muốn mạnh hơn đi, hắn cặp mắt bên trong, dấy lên một cổ chiến ý. Hiện tại, chỉ có như vậy đối thủ, mới có tư cách để cho hắn đưa tới hứng thú. Hình tử đường cười nói, tốt lắm, trước không nói những thứ này, chúng ta lần này gặp nhau, chủ yếu mục đích, không phải cùng nhau tụ tập, ăn ăn cơm không? Các ngươi nói, là đi phòng ăn thiên khu, hay là đi nơi nào? Người bình thường không ăn nổi, nhưng là, hình tử đường và cơ huyền, đều là thế lực cao cấp nồng cốt thiên tài, hắn hai người chúng ta cùng nhau, ở phòng ăn thiên khu ăn bữa cơm, căn bản không coi vào đâu. Cơ huyền nhưng cười nói, so với phòng ăn thiên khu, có cái địa phương, thích hợp hơn chúng ta gặp nhau. Hình tử đường, giống vậy cặp mắt sáng lên nói, người nói, nhưng mà vọng nguyệt lâu. Vọng nguyệt lâu, Diệp Thần nhưng không khỏi có chút nghi ngờ nhìn bọn họ nói, cái này vọng nguyệt lâu, là địa phương nào? Cơ huyền mỉm cười nói, cái này vọng nguyệt lâu, là một nơi thần hỏa học viện người tổ chức tử lầu, mùi vị không thua thiên khu phòng ăn, người kinh doanh nghe nói ở thần hỏa học viện thủ đoạn thông thiên. Hơn nữa, vọng nguyệt lâu còn có một cái đặc sắc. Diệp Thần tới một chút hứng thú nói, đặc sắc, cái gì đặc sắc? Hình tử đường tiếp lời nói, muốn vào cái này vọng nguyệt lâu ăn cơm, cũng không phải là có tiền là đủ rồi, nghe nói, cái này vọng nguyệt lâu chủ nhân, đặc biệt thưởng thức người luyện thể cùng có lực lượng cường hãn võ giả, cho nên, tiến vào cái này vọng nguyệt lâu, cần thông qua hạng nhất khảo sát. Diệp Thần nghe vậy cũng là mắt lộ ra vẻ kinh dị, tử lâu này, quả nhiên không giống tầm thường. Hình tử đường nói, muốn đi vào cái này vọng nguyệt lâu, đầu tiên, mở ra một đạo nguyệt môn, mới có thể đi vào bên trong lầu, mà đây nguyệt môn sức nặng, cũng không nhẹ, tinh khiếu trung kỳ đều không cách nào mở ra. Hơn nữa, cái này vọng nguyệt lâu nguyệt môn, mở sau đó, rất nhanh liền sẽ đóng cửa, nếu là muốn mang theo đồng bạn cùng nhau tiến vào, thì cần, đem cửa mở ra khải được đủ lâu mới được, mà mỗi lái nhiều khải đủ một người tiến vào thời gian, cần phải hao phí lực lượng, cũng là sẽ nhanh chóng gia tăng. Diệp Thần mỉm cười nói, cái này vọng nguyệt lâu, ngược lại thật hoàn có chút ý tứ. Hắn ngược lại có chút tò mò, mình đẩy một cái dưới, có thể đem cái này vọng nguyệt lâu, mở bao lâu đây? Vừa vặn, vậy khảo sát mình huyền diễm lên cấp sau đó, phần huyết quyết uy lực. Lúc này, mấy người liền chuẩn bị hướng vọng nguyệt lâu chỗ ở vị trí đi. Mọi người một hồi cười vui, liền ở cơ huyền dưới sự hướng dẫn, hướng vọng nguyệt lâu đi. Rất nhanh, mấy người liền xa xa thấy, một tòa hoa mỹ dị thường, tản ra giống như ánh trăng nhu hòa huy hoàng cao lầu, đứng sừng ở rừng rậm bên trong, bọn họ trước mắt sáng lên, cái này vọng nguyệt lâu, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Liền trống trơn tinh này gửi hoa lệ mặt ngoài, sẽ để cho mấy người khá là hài lòng, ở trong này tụ họp, khẳng định có khác một phen mùi vị. Mấy tên cô gái, nhìn cái này vọng nguyệt lâu, cũng không khỏi mắt đẹp sáng lên, cái này loại lộng lẫy và tuyệt vời, giống như đá quý giống vậy kiến trúc, cái nào cô gái không thích. Liền liền nhất trong trẻo lạnh lùng thiên linh, đều lộ ra hướng tới vẻ. Đến gần vọng nguyệt lâu, mấy người cũng không khỏi dừng chân một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này trước vọng nguyệt lâu, có một đạo ánh sáng rực rỡ bốn phía cửa thủy tinh phi, chắc hẳn, chính là vậy nguyệt môn, mà ở nơi này cửa phi trước, lại, xếp hàng đội ngũ thật dài. Cái này vọng nguyệt lâu nhân khí, lại cao như vậy. Lúc này, tháng trước cửa, đang đứng một cái cả người bắp thịt thanh niên cao lớn, đang đầu đầy mồ hôi gắng sức thúc đẩy xinh đẹp kia cửa thủy tinh phi, cửa kia phi mở ra một tia khe hở, lại xa xa không đủ để chứa một người thông qua. Mắt thấy thanh niên này cật lực hình dáng, chung quanh xếp hàng chờ đợi các khách nhân, đều không khỏi được phát ra một hồi cười ầm lên, mà ở thanh niên kia bên người, một người mặc màu đỏ kỳ bào cô gái, cũng là hai hàng lông mày hơi nhăn, nhìn vậy rắn chắc thanh niên, mặt lộ vẻ áo não. Sốt cuộc, gặp thanh niên kia chậm chạp không mở ra nguyệt môn, vậy kỳ bào cô gái hừ lạnh một tiếng. Nếu không thực lực đó, cần gì phải tới nơi này xấu hổ mất mặt. Hoàn phải dẫn ta cùng đi, ta trở về, vừa nói, bỏ mặc thanh niên kia, trực tiếp xoay người rời đi. Mà thanh niên kia thấy vậy, buông tha đẩy ra nguyệt môn, mặt đỏ bừng đuổi theo phụ nữ kia, giải thích không? Không phải vậy, chỉ là ngày hôm nay, ta trạng thái không tốt mà thôi. Xếp hàng các khách nhân, lại là một hồi cười nhạo.
Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Môn, thần sắc ngưng trọng. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được ấn đường truyền tới một hồi đau nhói. Cái này hẳn đến từ ác ma mắt. Chẳng lẽ ác ma mắt tự mình nói muốn tìm người ở nơi này? Còn chưa cùng mọi người phản ứng, Diệp Thần một đạo băng hàn ánh mắt hướng một phương hướng bắn tới. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy ý định giết người. Tầm mắt bên trong tới một nam một nữ. Một cái trong đó người đàn ông theo Diệp Thần ánh mắt bước ra một bước, trực tiếp chất vấn nói, ngươi chính là Diệp Thần đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có từng kinh đi qua U Minh Cốc? Vạn Yêu Cốc một vị thiếu chủ chết, có từng và ngươi có liên quan? Nghe đến chỗ này, Diệp Thần con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Vạn Yêu Cốc thiếu chủ chết không phải Tư Không Phi Tinh xử lý sao? Vì sao sẽ điều tra được trên người mình? Chẳng lẽ Vạn Yêu Cốc phát hiện là mình giết người nọ? Nếu quả thật là như vậy, thì phiền toái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.